Nay sư sẽ giảng là bài pháp này có chủ đề là tinh tấn hành thiền. Thì đối với một cái pháp hành thiền là một cái pháp mà có rất là ít người theo đuổi, tức là cái pháp này ngay cả những cái giáo pháp mà để thực hành thiền này là một cái giáo pháp rất là cao đối với trong những cái pháp hành của đạo Phật. Và những cái pháp này thì có ở trong giáo pháp của Đức Phật thì đề cao cái con đường hành thiền để đi đến Niết Bàn. Mà những cái pháp này ở thế gian thì không có. Cái pháp ở thế gian người ta có thể có những cái pháp tu luyện để người ta phát triển về sức khỏe, thân thể. Còn cái con đường mà tu tập về tâm linh để đi đến giải thoát giác ngộ Niết Bàn thì đó là trong, đó là cái pháp thực hành về thiền cũng trong giáo pháp của đạo Phật. Đức Phật cũng thực hành cái pháp thiền. Khi mà Đức Phật đi xuất gia thì ngài, tức là lúc ngài chưa đắc đạo, ngài còn đang đi trên con đường đi tìm đạo, thì ngài cũng đi tìm đến những cái vị thầy để học những cái pháp thiền, thì ngài cũng chứng được những pháp thiền định. Tức là lúc đấy thì đạo Phật chưa ra đời cũng có những vị thầy dạy về pháp thiền định để sinh về các cõi phạm thiên, sắc giới, vô sắc giới. Còn sau này Đức Phật là tự mình tu tập và chứng ngộ đạo quả Niết Bàn thì ngài dạy thêm pháp thiền quán, thiền tuệ. Thì cái pháp này thì chỉ có trong giáo pháp của Đức Phật, đó là thiền tuệ. Còn những cái pháp ở thế gian thì không có. Vậy nên là cái con đường tu tập ở trong đạo Phật nó khác với những cái pháp tu luyện khác ở thế gian. Và ngay cả những người mà tu tập theo giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, cái tỷ lệ người mà có thể, những người mà có niềm tin đối với Đức đạo Phật thì nhiều, nhưng mà những cái người mà học cái giáo pháp ấy, bỏ cái thời gian ra để mà học mà hiểu chân chánh về giáo pháp thì lại là một số ít chứ không nhiều. Và trong số rất là nhiều những cái người bỏ thời gian công sức ra để học giáo pháp thì lại có rất là ít người bỏ thời gian ra để thực hành giáo pháp. Thực hành là thực hành cái pháp thiền này thì lại rất là ít. Và trong số nhiều những người thực hành giáo pháp đấy thì cũng có một số ít người có thể chứng đắc được cái pháp thiền. Tức là trong số nhiều người hành thiền cũng chỉ có được một số ít người đắc được các cái pháp thiền. Mà trong số nhiều người đắc pháp thiền đấy thì cũng sẽ có được một số ít người là chứng đắc được đạo quả đi đến giác ngộ Niết Bàn. Vậy nên là cái mức độ mà càng cao thì cái sự chứng đạt nó lại càng ít đi, là cái số người mà thành tựu được nó sẽ rất là ít đi. Nên là những cái người nào mà để mà thành tựu được cái con đường này thì đấy là những cái người có rất là nhiều những cái ba la mật, tức là đã có nhiều đời, nhiều kiếp tu tập, có cái phát nguyện lớn. Và cái người nào mà có cái sự tu tập thành tựu được thì đấy được gọi là một cái người có cái sự nỗ lực phi thường, có cái tinh tấn lớn mới đạt được. Nên xưa Đức Phật cũng từng nói là người nào mà không quá lạnh, không quá nóng, dễ tiêu hóa, hợp với tinh tấn thì sẽ có thể chứng đắc được những cái pháp ngay trong đời này. Không quá lạnh, không quá nóng, tức là cái người đấy có được sức khỏe tốt, không có quá nhiều bệnh tật. Tức là cái người mà có quá nhiều bệnh tật thì sẽ khó thực hành, là chướng ngại lớn. Và không, tức là dễ tiêu hóa, người đấy sẽ có cái hệ tiêu hóa tốt, tức là cái người đấy ăn uống tốt, cũng là người có sức khỏe tốt. Thì người đấy hợp với tinh tấn, cái người đấy sẽ có cái sức lực, có cái khả năng để tinh tấn, để công phu thực hành. Như vậy thì ngay từ thời Đức Phật cũng thế, cái sự tu tập thiền đòi hỏi cái mức độ tinh tấn, cái mức độ công phu, đòi hỏi cái người thực hành thiền đấy cũng làm dám dấn thân, tức là thực hành một cái pháp khó thực hành, thực hành một cái con đường rất là cao thượng. Vì vậy nên là đòi hỏi cái sự tinh tấn, và cái con đường này chỉ hợp với những người tinh tấn, không hợp với những người giải đãi, là người nào có cái
sức tinh tấn, có cái tinh thần cao thì người đấy sẽ thành tựu, sẽ chứng đạt chứng đắc. Còn người nào có cái tinh thần thấp thì sẽ có cái tinh tấn yếu kém thì cũng khó mà thành tựu được. Vậy cho nên là trong cái sự thực hành thiền là cái pháp tu tập này đòi hỏi phải có cái sự tinh tấn như vậy. Thế thì có những người thì tu tập khởi lên cái tinh tấn một cách dễ dàng. Cái người đấy mà có cái duyên mà đã từng tu tập, đã có cái sức tinh tấn ở trong đời quá khứ, thì đời này người ta gặp giáo pháp, người ta tu tập là người ta tinh tấn ngay tức thì. Người ta tinh tấn, khởi lên cái tâm tinh tấn nó rất tự nhiên, không khó khăn. Nhưng mà cũng có những cái người muốn khởi lên tâm tinh tấn mà nó không khởi được. Cứ khởi lên cái tâm tinh tấn thực hành, nhưng mà cái tâm giải đãi phóng dật nó quá mạnh, nó cứ luôn luôn nấn áp, làm cho cái tinh tấn đó không có bền bỉ, không có đều đặn liên tục. Vì vậy cho nên là vậy thì cần phải làm sao để mà phát khởi được tinh tấn. Thì cũng phải có những cái cách thức, có những cái biện pháp để mà mình phát khởi lên cái tinh tấn thực hành này. Chứ không phải là tự nhiên mà tinh tấn nó có sẵn ở trong mình. Không phải là ai sinh ra cũng có sẵn cái tinh tấn, trừ những người có tinh tấn ba la mật, tức nhiều đời nhiều kiếp người ta tinh tấn rồi. Như Đức Phật thì tinh tấn tích lũy ba la mật rất nhiều đời, cho nên là cái đời này khi mà sinh ra ngài đi tu tập một cái là ngài tinh tấn hết mình ngay, không lúc nào ngài giải đãi, vì đấy là tinh tấn ba la mật còn sẵn. Có những người cái tinh tấn này nó sẽ yếu, và có người nó sẽ ở mức độ trung bình, và có những người đã có ở cái mức độ mạnh khác nhau. Vì vậy cho nên là trong một cái hội chúng tu tập mình sẽ thấy có những cái nó sẽ có những người tu tập hết mình, có những người tu tập nơ mơ, có những người tu tập trung bình vừa vừa. Vậy thì cái cách mà để mà khởi lên tinh tấn đó là mình phải biết cách quán chiếu, suy xét. Những cái cách suy xét để nó phát khởi tinh tấn thì cái mà nó phát khởi tinh tấn cao nhất đó là cái ví dụ như tinh tấn ở đây là một cái sự siêng năng, cố gắng, nỗ lực bền bỉ. Đấy là cái tính chất của tinh tấn là như thế. Tinh tấn thì nó sẽ làm cho mình cố gắng để đạt được những cái mà mình đang nỗ lực, đang mong cầu để đạt được. Và cái tinh tấn đây thì nó thể hiện bằng cái sự đó là mình không có cái sự giải đãi, mà mình luôn luôn có cái sự chăm chỉ, tích cực, nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, không có phóng dật. Và cái nguyên nhân để nó khởi lên tinh tấn đó là cái sự khẩn trương, cái sự gấp rút. Vậy thì khi nào mình có được cái tinh thần khẩn cấp, khẩn trương, gấp rút thì lúc đấy nó sẽ có sự tinh tấn. Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi đây mà có trong ngồi trong một cái ngôi nhà mà bỗng nhiên ngôi nhà nó bốc cháy thì lúc đấy mình sẽ cảm thấy khẩn trương phải chạy trốn ra khỏi cái ngôi nhà cháy này. Vậy thì những cái người nào mình có trí tuệ, tỉnh giác, biết cái ngôi nhà đang bốc cháy thì cái người đấy nhanh chóng chạy ra khỏi ngôi nhà cháy đấy. Còn đôi khi có những cái đứa trẻ nó ham chơi, nó không biết nhà đang cháy thì nó vẫn chơi bời như vậy. Thì đấy là có được cái thấy được cái sự nguy hiểm nó đang diễn ra ở trước mắt thì người đấy khởi lên được cái gấp rút, cái tinh tấn. Còn những người nào không thấy được sự nguy hiểm mà cứ ham chơi những cái vui, mình thấy rằng là trước mắt mình còn nhiều niềm vui thì người đấy sẽ say sưa với những cái niềm vui đấy, cho nên không tinh tấn. Cũng như vậy, có những người người ta thấy được cái sự nguy hiểm ở giữa cái thế gian này, như là thấy các cái thế gian này nó đang bị bốc cháy, bị bốc cháy bởi sinh già bệnh chết, bị bốc cháy bởi tử sinh luân hồi khổ đau, bị bốc cháy bởi vô thường hủy diệt, không cái gì nó tồn tại. Cái người mà có cái sự thức tỉnh thì người đấy sẽ gấp rút, người đấy thấy rằng là cuộc đời này vui ít khổ nhiều, cần phải nhanh chóng. Còn có những người người ta lại không có cái tư tưởng đấy, không có cái ý thức đấy, người ta lại thấy rằng là cuộc đời này có rất là nhiều niềm vui, sắc tài, danh vọng, tiền tài, vật chất, và những cái thứ đấy là vui
thì đấy là hai hạng người khác nhau. Giống như là ở trong ngôi nhà cháy, vậy người lớn thấy, người có trí tuệ thấy ngôi nhà đang cháy nên chặn. Những đứa trẻ nó không biết nhà cháy mà nó đang vui chơi. Cũng như vậy ở trên cuộc đời, có những người nhìn thấy cái sự nguy hiểm, cái sự hoại diệt, cái sự giả tạm mong manh của thế gian, cho nên người đấy gấp rút tinh tấn tu tập để giải thoát ra khỏi cái đau khổ đấy. Còn có những người thì lại nhìn vào cái khía cạnh là thấy cuộc đời hấp dẫn khả ái, nhiều niềm vui, chạy theo dục này, thì cái người đấy không tinh tấn. Vậy cái người nào mà không tinh tấn là người đấy tham dục nhiều, người đấy tham chơi nhiều, người đấy ham hưởng thụ, thì cái người đấy sẽ không tinh tấn. Còn những người nào ni dục, ni tham, thấy sự nguy hại trong các dục, người đấy sẽ tinh tấn. Đấy là cái sự quán chiếu, quán sát, tỉnh thức để mà có cái sự nhanh chóng cấp rút. Nhưng bây giờ mình càng thấy sự nguy hiểm càng cao thì cái sự tinh tấn càng cao. Như là một cái người bình thường, người ta có thể ham chơi, nhưng nếu như người ta thấy là có một kẻ cướp, nó đang cầm gươm đao vũ khí, nó đang tiến đến chỗ mình, nó tấn công mình, mình sẽ nhanh chóng gấp rút mà chạy. Thấy từ đằng xa có những con thú dữ, những cái con nó đến nó tấn công mình sẽ nhanh chóng gấp rút mà bỏ chạy. Cũng như vậy, nếu như mình thấy là cái vô thường của thời gian, cái sự khổ đau sinh tử nó đang bám sát theo mình, thì mình cảm thấy sợ hãi, thì mình gấp rút tinh tấn tu tập để giải thoát. Thì có những cái cách quan sát rất là cụ thể để cho mình cảm thấy nhàm chán đối với thế gian và tinh tấn tu tập, đó là quan sát về những nỗi khổ ở trong các đoạn xứ. Nếu như mà mình quan sát những nỗi khổ ở thế gian này nó chưa có đủ, thì cái vị đấy cần phải có cái sự quan sát rằng là các cái loài súc sinh rất là đau khổ, ăn thịt lẫn nhau, xé xác lẫn nhau. Nếu như mà một cái người không tu tập khi chết tái sinh làm súc sinh thì đấy là một cái điều rủi ro, một cái điều bất hạnh, một cái điều tai họa với bản thân người đó. Hay là những cái chúng sinh mà phải đọa xuống địa ngục, bị quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa xé xác hành hình, bị thiêu đốt bởi lửa nóng, bị uống nước đồng sôi, bị nuốt hòn hát sắt nóng, bị ôm cái cột đồng bốc cháy, bị rơi xuống rừng đao sơn kiếm, bị lãnh thọ vô bàn những cái hình phạt cực kỳ khốc liệt. Cái người nào mà có cái sự quan sát, tư duy thẩm sát, thấy quán chiếu về các cái bài kinh Đức Phật diễn tả những cái cảnh khổ đau trong địa ngục, mà mình có cái niềm tin đối với cái lời dạy của Đức Phật, mình biết là Đức Phật không bao giờ nói dối, Đức Phật không bao giờ dọa ai, mà Đức Phật chỉ nói ra sự thật. Có địa ngục thì Đức Phật mới nói là có địa ngục, có cái quả báo của những cái hành động bất thiện, Đức Phật mới nói là nó có quả báo. Cái người mà có cái niềm tin nhân quả, có niềm tin vào giáo pháp, niềm tin Đức Phật thì sẽ kinh cảm, thì sẽ cảm thấy đáng sợ, thì sẽ không dám dề dua, không dám phóng dật, và người đó sẽ tích cực tinh tấn cố gắng trong cái sự thực hành mà không dề dua. Thì đấy là cái nhân nhờ mình quan sát những cái nỗi khổ ở trong các đọa xứ mà sinh ra cái tâm kinh cảm để mà tu tập. Và vị đó có thể quan sát đến những cái lợi lạc, đến những cái lợi ích của cái sự tinh tấn. Như là cái người nào mà tinh tấn thì sẽ có lợi ích lớn. Ví dụ như là bây giờ mình thấy những cái người, người ta có những cái thành công ở trong cái thế gian này thôi. Ví dụ như là những cái người mà người ta có được một cái danh vọng trên cái con đường học hành, người ta cũng phải tinh tấn, cố gắng, nỗ lực, siêng năng. Mình thấy là những cái người nào mà người ta thi cử có cái sự đỗ đạt, có cái danh vọng tầm thường ở thế gian, người ta có chức quyền này kia, thì nếu như mình mà để ý cái cuộc sống của người đấy, người đấy rất là siêng năng, cẩn mẫn, cố gắng, tích cực, thì họ mới đạt được những điều đó. Những người nào mà có được những cái tài sản sung túc, có nhà cửa, có những cái tài sản nhiều hơn những người khác, gọi là những người giàu có ở thế gian, mình cũng thấy người ta phải nỗ lực, cố gắng, làm ăn tận tụy, trải qua nhiều năm tháng, phải thấy rằng là đấy là những cái pháp thế gian để mà đạt được, cũng cần tinh tấn, cũng cần cố gắng, cũng cần phải cố gắng, huống chi là để mà thành tựu được những cái pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng. Ví dụ như một người có thể đắc được thiền định,
có thể có được những năng lực thần thông, có thể đoạn trừ được phiền não, chứng thành đạo quả, trở thành những bậc thánh nhân xuất thế như Đức Phật, các bậc thánh tăng A-la-hán, thì đó là một cái sự tinh tấn không phải là ít, nhiều năm, nhiều tháng, nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều đại kiếp, nhiều A tăng kỳ kiếp, từng vun bồi tích lũy những cái công đức và cái sự tinh tấn đó là rất là nhiều, rất là lâu. Còn nếu như mà mình, vì bây giờ mình còn lang thang ở trong sinh tử là vì mình không tinh tấn, chứ không phải là mình chưa được gặp giáo pháp. Có thể mình đã từng gặp Phật, đã từng gặp pháp rất nhiều đời nhiều kiếp rồi, nhưng do cái sự giải đãi, do cái sự không siêng năng, không tận tâm, không thực hành, cho nên là mới còn lang thang đến bây giờ. Nếu bây giờ mình không tận tâm, không nỗ lực, không cố gắng thì còn lang thang, còn lâu dài. Nên là Đức Phật có lấy cái hình ảnh ví dụ về một cái con rùa mù với một cái khúc gỗ thả xuống sông. 100 năm con rùa nó ngoi lên một lần, liệu nó có chui đầu vào đúng cái lỗ hổng ở trong khúc gỗ được hay không? Điều đó rất hy hữu, khó có thể có. Thì với một cái người nào không có cố gắng tu tập mà chạy theo cái dục lạc, hay là với một cái người ngu si tà kiến ở thế gian, tạo những cái ác nghiệp ở thế gian, thì đến khi chết mà người ta được sanh lại vào cái cõi này là khó như thế. Khó như con rùa mù mà có thể chui vào cái lỗ hổng của cái khúc gỗ chui sông. Thì cho nên Đức Phật nói là ta thấy những cái chúng sinh ở cái cõi người này, khi chết mà được sinh lại cõi người hay cõi thiên giới rất là ít. Còn những chúng sinh mà đọa xuống cái cõi khổ đau rất là nhiều. Những chúng sinh ở chư thiên mà khi chết ở cõi chư thiên đấy, được sinh lại làm chư thiên hay sinh lại làm người rất ít, mà phải đọa xuống đọa xứ rất là nhiều. Những chúng sinh ở địa ngục, ngã quỷ, súc sinh khi chết họ được sinh lên làm người hoặc làm chư thiên rất ít, mà họ lại tái sinh trở lại nằm vào địa ngục, ngã quỷ, súc sinh rất là nhiều. Vậy nên là cái cõi đọa xứ tuy ít nhưng mà chúng sinh ở đọa xứ rất nhiều. Cái cõi an lành thì rất nhiều nhưng mà chúng sinh sinh với cái cõi an lành rất ít. Bởi vì là những cái người bây giờ mình chỉ nhìn thấy những cái người ở trên cõi đời này, người ta có thân, có tâm, có quyền làm chủ những cái hành động về thân khẩu ý của mình. Nhưng mà người ta có dùng những cái hành động đấy, người ta có hướng những cái hành động đấy về cái thiện pháp cao thượng hay không? Người ta rất ít. Người ta có những cái hành động thiện thì ít, những hành động bất thiện thì rất nhiều. Những cái người mà thực hành những cái pháp thiện thì rất ít, những người thực hành ác pháp thì rất là nhiều. Nhưng mà những cái pháp càng cao, những cái pháp thiện càng cao thì lại càng ít người thực hành. Nên chính vì vậy cho nên là những cái bậc thánh nhân xuất hiện ở trên đời rất là hy hữu, rất là hiếm có. Còn những cái đọa xứ, những cái ác nhân xuất hiện ở trên đời thì lại rất là nhiều. Vậy cho nên là để mà gặp được chánh pháp mà tu tập thì lại rất là hiếm có. Trong số rất nhiều người mới có rất ít người dám khởi cái tâm đi tu tập, thực hành cái pháp thiền giải thoát. Nhưng mà không phải ai khởi lên cái tâm rồi cũng tu tập được. Còn đủ cái nhân duyên, đủ cái điều kiện, đủ các cái yếu tố khác hay không? Ví dụ như khi đi tu tập rồi, mình có tìm được một cái môi trường thích hợp hay không? Điều đó trên thế gian rất hiếm có. Khi có được môi trường thích hợp, có được mình có gặp được đúng cái giáo pháp hay không? Đôi khi mình đi tu tập, mình lại tu theo tà pháp. Điều đó gặp được chánh pháp lại rất là khó. Và khi mình phát tâm tu tập rồi, có người hộ độ cho mình, hộ trì cho mình, phục vụ giúp cho mình tu tập đi đến viên mãn hay không? Điều đó lại rất là khó. Vậy nên là khi mình đã bỏ cái thời gian công phúc ra tu tập rồi, vậy liệu mình có kiên trì thực hành cho đến viên mãn hay không? Điều đó lại là rất khó. Đấy, vì vậy cho nên là nó có rất là nhiều cái khó. Vì vậy nên là muốn vượt qua hết tất cả những cái khó đấy, nó đòi hỏi cần phải có cái sự tinh tấn. Muốn có được cái sự tinh tấn thì phải biết tác ý, phải biết suy xét đến những cái lợi ích của tinh tấn. Lợi ích như là Phật pháp thì rất là hy hữu. Mới xuất hiện một vị Phật ở trên đời trong cả một cái đại kiếp trái đất như cái kiếp trái đất này, thì có 5 vị Phật ra đời. Trong đó thì đã có 4 vị Phật đã ra đời, tương lai vẫn còn một vị Phật ra đời nữa. Mình có thể nỗ lực tinh tấn thực hành, mình không có thành tựu ở đời này, thì tương lai mình sẽ gặp một vị Phật, đó là Phật Mettesa ra đời. Mình có thể tu tập tiếp và sẽ thành tựu ở tương lai.
không có tuyệt vọng, vì còn nhiều vị mình nghĩ rằng sẽ còn có vị Phật ra đời như vậy, nên là mình phải nỗ lực tinh tấn, dù không thành tựu bây giờ thì cũng thành tựu ở tương lai. Những cái công phu, những cái công sức, những cái thời gian mình bỏ ra tinh tấn tu tập đấy sẽ không mất đi, mà nó vẫn còn đấy, nó vẫn làm nền tảng cho con đường đi đến giải thoát ở tương lai. Thì mình có cái sự suy xét như thế, mình suy xét về cái sự thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Đấy, mình biết là đời này mình sinh ra được làm người, nhưng mà liệu đời sau sinh ra mình còn được làm người nữa hay không? Bây giờ mình sinh ra làm người mình nhiều toan tính quá, nhiều cái tham vọng, nhiều mong cầu quá. Đấy, nào là còn phải muốn phận trách nhiệm với vợ con nhà cửa, với con cái cháu chắc họ hàng. Rồi là rất nhiều cái bổn phận trách nhiệm phải làm, rồi là phải mưu cầu xây dựng hạnh phúc gia đình, tự mình đặt cho mình phải có nhiều cái trách nhiệm bổn phận như thế. Và cái bổn phận trách nhiệm càng cao thì cái thời gian nó càng nhiều, nên là cái sự thực hành rất là khó. Vì vậy nên là một cái người muốn thực hành được cái pháp đốt ráo thì cái người đấy cần phải buông bỏ được, cần phải từ bỏ được những cái công việc bổn phận trách nhiệm đó, phải gác lại được, phải gác lại được. Nhưng mà cũng có những người có thể gác lại, có những người không gác lại được. Ví dụ như là muốn đi chuyên tâm tu tập thực hành thiền, thì cái vị đấy thứ nhất là phải đang làm cái việc gì thì hãy làm cho xong, nếu không xong thì hãy nhờ người khác làm. Nếu người đấy có bổn phận với người thân, ví dụ như là có cha mẹ ốm đau, người thân đang ốm đau, hãy chăm sóc cho người đấy khỏi, hoặc mình nhờ người khác chăm sóc, hoặc là khi nào người thân đó qua đời, hoặc là những con cái nó còn nhỏ, thì cái người đấy phải có cái trách nhiệm nuôi cho nó lớn lên. Khi nào được gọi là nó lớn, tức là khi nào nó biết nấu ăn, nó biết thế nào là thức ăn chín sống mặn nhạt, nó tự no được cho nó, thì hoặc là mình có thể nhờ người khác chăm sóc cho nó. Với cái công việc của mình có thể nhờ lại những người khác, thì lúc đấy mới chuyên tâm, mới có thể chuyên tâm thực hành thì mới viên mãn được. Rồi sau đó mình cần phải tìm một cái chú sư thích hợp, tìm một cái môi trường, một cái pháp môn lại phải phù hợp với cái căn tính của mình nữa, thì mình mới tinh tấn thực hành. Có một cái môi trường độc cư rồi thì lúc đấy mình sẽ nỗ lực, phải nỗ lực chuyên cần trong một cái thời gian rất là dài thì mình mới đạt được. Thì mình có những cái suy xét như vậy, thì mỗi người có những cái suy xét khác nhau mà khởi nên tinh tấn. Có những người thì người ta lại khởi nên cái tinh tấn khi người ta nghĩ rằng là giáo pháp này rất là lợi ích, giáo pháp này rất là cao thượng, ta phải có bổn phận là thực hành giáo pháp, chứng ngộ, chứng đạt, chứng đắc để truyền đạt cái giáo pháp lại cho người sau, không để giáo pháp này mất khỏi thế gian này. Vì vậy cho nên vị đó nỗ lực tinh tấn, vị đó phải nỗ lực tinh tấn thực hành, rồi sau đó vị đó tự nghĩ mình phải có cái trách nhiệm truyền trì lại cái giáo pháp này. Thì đấy cũng là một trong những cái động lực khiến cho cái vị đó phát khởi nên cái tâm tinh tấn. Rồi là có rất là nhiều cái cách để mà phát khởi nên cái tâm tinh tấn, nhưng mà cũng có khi vị đó phải quán chiếu về cái sinh già bệnh chết. Như là vị đó thấy một cái người già thì vị đó cũng phải có cái sự gấp rút, biết rằng là cái người kia trước kia cũng còn trẻ, nhưng mà cái thời gian nó trôi qua rất là nhanh, nay người đó đã trở thành một người già, và đã trở thành một cái người già rồi, tu tập khó có thể mà thực hành được pháp. Thì Đức Phật nói là cái người đấy phải là người có sức khỏe, có trí tuệ mới thực hành được. Nên mình cứ nghĩ rằng bây giờ còn trẻ, hãy đi làm những cái bổn phận trách nhiệm với đời, sau này già rồi mới đi nương vào giáo pháp mới thực hành, thì cái người đấy không chân chánh, suy nghĩ vậy không chân chánh. Người đấy nghĩ rằng sau này mình già rồi, mình mới nương vào giáo pháp để nương tựa giáo pháp, giống như là trong giáo pháp phải phục vụ mình, chứ không nghĩ là mình phục vụ giáo pháp. Thế thì cái lúc đấy già rồi đâu còn sức để thực hành, đâu còn sức để tinh tấn, đâu còn sức để tu tập. Người nghĩ như vậy là không phải là cái người có tâm tinh tấn. Người có tâm tinh tấn phải nghĩ rằng bây giờ ta còn sức khỏe, có thể tinh tấn,
ta còn minh mẫn, có thể hiểu biết, thì ta phải dùng cái thời gian này, dùng cái sức lực này, dùng cái trí tuệ này để thực hành pháp, thì người đấy mới là cái người có cái tâm tinh tấn. Khi nào mình thấy một cái người bệnh thì mình phải tác ý ngay, à, nếu một cái người bệnh đau đớn, rên rỉ, rên xiết, không có sức lực như thế kia, làm sao có thể tu tập được, làm sao có thể thực hành được cái pháp khó thực hành này. Vì vậy nên là khi mà mình còn sức khỏe, mình chưa ốm đau, chưa bệnh tật, thì mình cũng biết rằng là thân người này không ai tránh khỏi già và bệnh chết. Mình cần phải tinh tấn ngay từ lúc nó còn sức khỏe, đừng đợi đến lúc nó già, bệnh rồi mới tinh tấn, mới tu tập. Lúc đấy tu tập cũng không có kết quả nữa, không thực hành được. Vậy nên là cái người nghĩ rằng chờ đến lúc không còn sức khỏe nữa, ốm đau rồi mới đi vào tu tập, người đó không đúng. Suy xét như vậy là không chân chánh và không phải là người tinh tấn. Cũng vậy, mình thấy một người chết thì mình phải biết ngay rằng cả người này đã sống một cuộc sống vô nghĩa, không tạo được những cái thiện nghiệp gì đáng kể. Người này chết với những cái tâm bất thiện, với những cái tâm ô nhiễm, với những cái việc làm bất thiện ô nhiễm, họ phải đọa vào những cái cõi đọa xứ, không thể nào an lành được. Vì vậy cho nên thấy một cái người khác chết như thế, họ chết trong đau khổ như vậy, thì người đấy cần phải thức tỉnh ngay và nghĩ rằng mình cái một ngày nào đó có thể mình cũng chết. Mình sẽ thấy là những người xung quanh mình có người chết khi người ta mới bằng tuổi mình, có khi người ta chết khi người ta còn ít tuổi hơn mình, có người chết khi người ta chỉ lớn hơn mình một chút. Cái chết nó không có định nhờ hạn với một cái mức tuổi nào hết, nó không có báo trước mình ngày nào hết, và nó mình không thể chủ động được là khi nào mình sẽ chết, không ai báo trước là mình sẽ sống bao nhiêu nữa mình sẽ chết. Vì vậy cho nên mình lúc nào cũng phải có cái sự cảnh giác, lúc nào cũng phải nghĩ rằng là có thể hôm nay mình sống chưa chắc mà ngày mai mình đã còn sống, nên là ngày nào còn sống thì cũng phải như là những ngày cuối đời, như là những ngày tận thế, như là những ngày cận tử. Cho nên là phải cố gắng phát triển chánh niệm, đừng để cho nó phóng dật. Nên cái người nào cứ tác ý như vậy thì cái người đấy sẽ phát khởi được cái tinh tấn. Cho nên nó khi mà người ta thấy cái cuộc đời này nó còn nhiều cái niềm vui, nhiều cái bình an, người ta sẽ hay có cái tâm chủ quan, nơ nà phóng dật. Nhưng là khi nào mà một cái người thấy được cái sự giả tạm vô thường ở trên cái thế gian này thì người ta sẽ tinh tấn nhiều hơn. Ví dụ như là ở cái thời hoại kiếp, tức là cái trái đất này nó đến một lúc nào đó nó sẽ hủy hoại, nó không có tồn tại mãi được. Lúc đấy cách đó 100.000 năm thì đã có những vị chư thiên đi xuống thông báo thế gian là còn 100.000 năm nữa là trái đất sẽ hủy hoại, mọi người hãy tinh tấn tu tập để được giải thoát, để sinh về cõi thiên giới và cõi phạm thiên. Thì cái lúc đấy những cái điểm báo trước về những cái hoại kiếp nó sẽ sinh khởi. Ví dụ như là một tự nhiên xuất hiện hai mặt trời, một thời gian dài không có nắng, không có mưa, cây cối khô hạn, mùa màng mất mát, con người rơi vào đau khổ. Lúc đấy người ta sẽ có nhiều bậc thánh nhân ra đời, nhiều bậc chư thiên, nhiều vị chư thiên thông báo nên người ta tin tưởng rằng có cái sự hủy hoại, cái hoại kiếp sắp đến, trái đất này sắp bốc cháy, thế gian này sắp hoại diệt. Thì lúc đấy người ta mới thật sự là tinh tấn. Lúc đấy không có một ai trên thế gian này còn giải đãi nữa, lúc đấy ai cũng tinh tấn. Có người tu tập chứng đắc các cái pháp thiền định sinh về phạm thiên, có người mà không chứng được thiền định thì người ta cũng thực hành những cái thiện nghiệp, thiện pháp, và nhờ cái thiện pháp người ta sinh về các cõi chư thiên. Các vị chư thiên cũng biết hoại kiếp sắp đến, mà hoại kiếp sẽ hủy hoại cả cái cõi thế gian, mà hoại luôn cả các cõi chư thiên, chỉ có sinh về phạm thiên mới an ổn. Vì vậy cho nên các vị chư thiên cũng nỗ lực thực hành thiền định, và tất cả đều đắc thiền và sinh về phạm thiên hết. Rồi đến cái lúc thời kỳ hoại kiếp đến thì tất cả thế gian này có thể hoại bằng lửa thì nó bốc cháy hết, có thể hoại bằng nước thì nước sẽ nhấn chìm hết, có thể hoại bằng gió thì gió sẽ nghiền nát hết, tất cả những cái vật chất không còn tồn tại. Và sau đó thì đấy được gọi là thời kỳ hoại kiếp. Thì cái thế giới này nó sẽ có cái quá trình thành trụ và hoại. Thì trong cái
cái lúc mà sau đó thì thế giới này trải qua một thời gian rất là dài, nó trống không, rồi sau đó nó lại hình thành trở lại, rồi sau đó nó lại an trú, như cái thời này được gọi là thời kỳ kiếp trụ, nhưng sau đó nó lại đến thời kỳ kiếp hoại. Thì cứ mỗi một cái thời kỳ mà nó sinh diệt như thế mới gọi là một đại kiếp. Đấy mà Đức Phật tu tập tới 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp như thế, tức là phải tu trong nhiều đại kiếp như thế mới đủ cái, mới đủ cái thành tựu để mà chứng đắc Niết Bàn. Không phải là một người tu trong một cái kiếp người ngắn ngủi không đủ, mà phải tu nhiều đại kiếp trái đất ấy. Như Đức Phật hay là các bậc đại A-la-hán thì đều phải tu rất nhiều ngàn đại kiếp như vậy mới có thể thành tựu được những đạo quả. Vì vậy nên là một cái người biết suy xét, thấy cái sự giá trị của giáo pháp, thấy cái pháp này cao thượng quý báu, cho nên là cái người đấy trân trọng cái giáo pháp như thế, và cái người đấy sẽ nỗ lực thực hành và coi tất cả những cái pháp khác là tầm thường, và chỉ có cái giáo pháp giải thoát này mới là cao thượng, thì người đấy cũng sẽ nỗ lực, cũng sẽ tinh tấn, thực hành. Thì trong những cái người mà tinh tấn thì nó sẽ khác với lại những cái người giải đãi. Ví dụ như là trong cái sự thực hành thiền, thực hành tu tập một cái pháp thiền vậy, một cái người mà giải đãi, khi mà trước khi mà có một cái công việc gì đó mà người ta phải làm, thì hai cái người tinh tấn và người giải đãi sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Nên là trong cái lúc đang tu tập rồi có một cái phận sự, một cái công việc gì đó phải làm, cái người giải đãi sẽ nghĩ rằng là ta sắp sửa phải làm một cái công việc mệt mỏi nặng nhọc vất vả này, hôm nay ta hãy ngủ nghỉ ngơi để lấy sức, ngày mai ta còn làm cái công việc đó. Và cái người tinh tấn thì lại có cái suy nghĩ rằng sắp sửa ta có một cái công việc quan trọng phải làm, và cái lúc làm các công việc đấy ta sẽ không có thời gian để hành trì pháp, vậy bây giờ ta phải cố gắng tu tập, nỗ lực tu hành thiền để bù lại cái lúc mà có nhiều công việc đó ta sẽ không tu tập được. Thì đấy là cái người tinh tấn sẽ có cái suy nghĩ tích cực như vậy, cho nên họ sẽ tận dụng thời gian để thực hành. Và khi mà có cái việc gì đó phải đi xa thì cái người giải đãi và người tinh tấn sẽ có suy nghĩ khác nhau. Ví dụ như là sắp sửa có một cái chuyến phải đi xa, đi trên đường xa, lộ trình phải ra đi một thời gian, thì cái người giải đãi sẽ nghĩ rằng là ngày mai ta sẽ lên đường đi đến một cái nơi xa xôi, trên cái đường đi rất là gian nan vất vả, hôm nay ta sẽ ngủ nghỉ lấy sức lực, ngày mai lên đường. Còn cái người thì tinh tấn ấy sẽ suy nghĩ rằng là ngày mai ta phải lên đường đi xa xôi, trong cái thời gian ta không có thời gian để hành thiền, vậy hôm nay ta phải nỗ lực thực hành thiền để bù lại cho cái khoảng thời gian mà ngày mai ta sẽ phải ra đi. Đến là cái khi mà sau cái cuộc hành trình đấy, hai cái hạng người sẽ có hai suy nghĩ. Cái người có tinh tấn thì nghĩ rằng ta vừa mới đi một đoạn đường về, cái người giải đãi sẽ nghĩ rằng ta vừa mới đi một đoạn đường xa về, cho nên ta đã mất rất nhiều sức lực, giờ ta phải nằm ngủ, ta ngủ nghỉ để mai có sức lực ta mới thực hành, ta mới hành thiền. Còn những người tinh tấn thì lại suy nghĩ rằng là ta vừa đi một cái đoạn đường xa về, trong đoạn đường xa mệt mỏi và mất nhiều thời gian ta không thực hành thiền được, vậy bây giờ ta hãy ngồi thiền, ta hãy ngồi thiền thì ta sẽ hưởng chú trong cái nạc chú của thiền, thì nó sẽ phục hồi lại sức khỏe, phục hồi lại sức khỏe bằng cái sự thực hành thiền, và bù lại cái thời gian mà ta đã đi đường mà không có được thực hành. Thì đấy là cái người tinh tấn sẽ suy nghĩ như vậy và họ luôn duy trì được pháp hành. Và khi mà một cái người bắt đầu có bệnh, tức là chớm chớm có bệnh, thì người ta sẽ có hai suy nghĩ khác nhau. Cái người bắt đầu giải đãi nghĩ là ta sẽ có dấu hiệu bệnh rồi, ta đang mệt mỏi, sắp sửa chắc ta sẽ có bệnh nặng lắm đây, vậy bây giờ ta sẽ ngủ nghỉ để chuẩn bị đối phó với căn bệnh này. Còn cái người tinh tấn thì sẽ suy nghĩ rằng ta bắt đầu có bệnh rồi, ta sẽ chăm chú tích cực tinh tấn hành thiền nhiều hơn, có thể nhờ cái hành thiền mà bệnh sẽ giảm thiểu đi, có thể rằng là nếu như bệnh không giảm thiểu thì mai mốt bệnh nặng nên ta không tu tập được, thì bây giờ ta cũng phải tu tập trước để bù lại. Khi mà một cái người mới khỏi bệnh
sẽ có hai suy nghĩ như vậy. Người mới khỏi bệnh, cái người giải đãi sẽ nghĩ là ta mới khỏi bệnh, ta cần phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để phục hồi sức lực. Còn cái người mà tinh tấn sẽ nghĩ rằng là ta mới khỏi bệnh thì ta cần phải ngồi thiền để tĩnh dưỡng, phục hồi sức lực và bù lại những ngày mình không tu tập được. Còn khi mà no và khi đói cũng thế, một cái người bắt đầu ăn no vào thì cái người giải đãi suy nghĩ là ta vừa mới ăn no, cái bụng nó rất là tức ngực, khó chịu, ta cần phải đi ngủ cho nó tiêu bớt đi, để sau đó ta sẽ dậy ngồi thiền nó sẽ tốt hơn mà nó đỡ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng mà cái người tinh tấn thì nghĩ rằng ta mới ăn no cho nên là ta cần phải đi ngồi thiền. Cái ngồi thiền thì nó cũng sẽ an lành và nó cũng làm cho tiêu hóa tốt đi, để nó cũng sẽ quân bình đại. Và bây giờ ta ăn no để ta có sức lực, ta có thể tinh tấn trong một thời gian dài mà không còn sợ bị thiếu sức. Vì vậy cho nên cái người đấy sẽ ăn no rồi sẽ đi ngồi thiền. Còn khi mà bị đói thì cái người giải đãi sẽ nghĩ là bây giờ ta đang đói, ta không có sức để thực hành, ta nằm ngủ, khi nào kiếm được cái gì ăn no bụng thì lúc đấy ta mới hành thiền. Còn cái người tinh tấn thì nghĩ rằng bây giờ ta đang đói, bị cái đói này nó hành hạ, thì ta hãy đi ngồi thiền, ta sống bằng cái năng lượng của thiền để nó sẽ bớt cái cơn đói đi mà sẽ cảm thấy không đói. Và nhờ có cái bụng đói này, nó có cái sự khinh an, có cái sự nhẹ nhàng, hành thiền sẽ có lợi ích, sẽ tốt hơn. Vì vậy mà cái người đó sẽ hành thiền. Mà thực ra thì cái người hành thiền, người đó sẽ ngủ nghỉ ít, ăn uống ít hơn những cái người mà hoạt động bên những người không hành thiền, những người chạy theo tham dục và hay bận rộn các cái công việc thế gian. Người ta cần phải ngủ nhiều hơn để lấy bù lại những cái vận động mà mệt mỏi về thân tâm. Còn những người thực hành thiền, trong hành thiền nó có cái sự an lạc, có cái sự hỷ lạc khinh an, thì cái người đấy sẽ cảm thấy mình không đói, không đòi hỏi phải ăn nhiều, cảm thấy mình không mệt mỏi, không đòi hỏi phải ngủ nghỉ nhiều. Và tất cả những cái vật dụng, những cái nhu cầu sử dụng những cái vật chất thế gian nó rất là hạn chế, nó rất là ít. Vậy thì cái người nào biết là cái người nào tinh tấn trong sự tu tập, cái người đấy sẽ rất là chi túc. Họ không quan trọng về chỗ ở, miễn là có chỗ che nắng che mưa. Họ không quan trọng về chuyện ăn uống, miễn là có thức ăn để nuôi sống cái thân. Họ không quan trọng về mặc, họ có thể mặc áo đẹp sống, không họ không để ý đến cái vấn đề phải mặc đẹp mặc xấu. Đấy là cái sự chi túc. Vậy nên là người thực hành thiền họ có thể ở mọi nơi mọi chỗ, họ có thể ngồi dưới gốc cây họ cũng thực hành thiền được, họ có thể ngồi trong ngôi nhà trống, ngồi ở một cái đống rơm, ở một khu rừng, ở một cái khoảng vắng lặng, hay là ngồi ở nghĩa địa. Nếu như mà được ngồi ở trong một cái không gian như là thiền đường thì càng tốt, còn nếu không họ có thể đến mọi nơi mọi chỗ. Như thời Đức Phật, Đức Phật luôn luôn dạy là hãy đi đến gốc cây, hãy đi đến ngôi nhà trống, hãy đi đến một cái đống rơm, hãy đi đến một cái cánh đồng, hãy đi vào trong một cánh rừng, hãy đi đến nghĩa trang, nghĩa địa gì đó, hãy ở đó để tinh tấn thực hành thiền, để không hối hận về sau. Nếu người nào có sự tinh tấn thực hành thì mình sẽ thấy được cái sự hạnh phúc, sự lợi ích, sự an lạc, mà mình không hối tiếc cái cuộc đời này. Còn người nào không tinh tấn thì sau này mình sẽ phải hối hận, hối tiếc rất là nhiều. Và Đức Phật đã giảng dạy cái pháp tinh tấn này trong nhiều cái giáo pháp. Ví dụ như là trong tứ chánh cần, Đức Phật dạy rằng là trong bốn chánh cần thì Đức Phật dạy tinh tấn đó là: việc ác chưa sinh thì tinh tấn đừng làm cho nó phát sinh, việc ác đã sinh rồi thì tinh tấn đoạn trừ nó đi, việc thiện chưa sinh thì tinh tấn phát sinh, mà việc thiện đã sinh rồi thì tinh tấn làm cho nó tăng trưởng. Còn đối với sự tu tập mà thiền, mình áp dụng tứ chánh cần, đó là những cái tâm bất thiện ấy, nó chưa sinh thì tinh tấn đừng để cho nó bất, cho nó sinh lên. Mình đang ngồi thiền, năm triền cái nó chưa sinh, mình luôn luôn phải cảnh giác đề phòng, đừng để cho nó sinh lên. Mà nó đang sinh lên rồi thì phải tinh tấn diệt trừ nó đi, tinh tấn đối trị nó, tinh tấn loại bỏ nó, không được chấp nhận nó mà phải đối trị nó, không được để cho nó khởi lên. Lười biếng phóng dật đừng để cho nó khởi lên, mà nó khởi lên rồi phải tinh tấn đoạn trừ nó đi, đừng để cho nó lớn lên. Cái tâm thiện mà nó sinh chưa sinh thì phải cố gắng mà phát sinh nó đi. Những cái tâm thiện vô tham, vô sân, vô si, hay những cái tâm thiện như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sắc giới, hay là các tầng thiền vô sắc giới, hay là những cái tâm thiện
về trí tuệ, phân tích danh sắc, quan sát nhân duyên, hay là những cái tâm thiện như là giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, đạo hành chi kiến thanh tịnh, chi kiến thanh tịnh, những cái tâm thiện hợp trí tuệ ấy cần phải phát sinh nó đi. Mà những cái tâm thiện đấy nó sinh rồi thì phải tinh tấn làm cho nó mạnh lên. Mình đã đắc được sơ thiền rồi, phải tinh tấn nên nhị thiền, nên tam thiền, nên tứ thiền. Mình chưa có nimitta, phải tinh tấn thực hành để nó sẽ phên khởi nên nimitta, ánh sáng của định. Khi mà mình đã có nimitta, phải tinh tấn để đạt được cận định. Đạt được cận định rồi tinh tấn vào an chỉ định, vào các tầng thiền từ thấp đến cao. Phải tinh tấn để phát triển các cái thiền tâm từ bi hỷ xả, tinh tấn phát triển các cái thiền quán về bất tịnh, sắc chết, các cái kasina làm chủ tâm, tinh tấn thành tựu được những cái pháp thiền hiệp thế, tinh tấn thành tựu được những pháp thiền tuệ, tinh tấn thành tựu được những pháp thiền siêu thế. Đấy là những cái pháp thiền nó chưa sinh thì cố gắng làm cho nó sinh, những cái pháp thiền nó sinh rồi thì cố gắng làm tăng trưởng nó lên nữa, chứ không bao giờ tự mãn. Mình mới tu được một chút mà mình đã tự mãn thì cái tinh tấn của mình nó sẽ bị giảm, nó sẽ bị thối nuôi. Thì con đường tu tập nếu như là mình lúc nào đó mình dừng lại thì nó bị thối nuôi, như là một cái người bơi ngược một cái dòng sông, như là một cái dòng nước nó đang chảy xuôi, mình muốn bơi ngược nó, mình muốn đi vào bờ mình mới bơi ngược nó chẳng hạn. Đến một lúc nào đó mình nghĩ ta đã bơi vào gần đến bờ rồi, nay ta nghỉ ngơi một chút, ta làm thả lòng một chút, thì lúc đấy cái dòng nước ấy nó lại trôi ngược mình về cái vị trí xuất phát ban đầu. Cũng như vậy, nếu mà mình tu tập một cái giai đến một giai đoạn nào đó, ví dụ như là mình đắc được cái giới thanh tịnh, mình tự mãn là ta là người có đức độ, có giới đức cao thượng, để mình tự mãn, mình không cố gắng thêm, thì lúc đấy mình sinh ra cái tâm phóng dật liền, tự mãn hân hoan khen mình chê người, sinh ra ngã mạn tăng thượng mạn. Lúc đấy bắt đầu mình mất hết giới đức. Cái người bắt đầu tu tập mà có được thiền, mình có được một chút định còn yếu, hay là mình có chút định đã cao rồi, nhưng mà mình lại nghĩ là ta đạt được định rồi, thế này là hạnh phúc rồi, thế này là hài lòng rồi. Lúc đấy mình chỉ cần tự mãn một tí là tự nhiên mình lại sinh ra cái tự mãn là ngã mạn, khen mình chê người, mình nghĩ sang người khác này, ta đã hơn rất là nhiều người. Lúc đấy mình sinh ra so sánh một cái là khen mình chê người, là tự nhiên là bắt đầu những cái tinh tấn nó thối giản, là bắt đầu lại phóng dật buông nung, tự nhiên mình lại trở lại cái trạng thái ban đầu. Cũng như vậy thì các cái pháp ấy, mình phải tinh tấn cho đến khi nào mình thành tựu được cái sự bất thối nuôi, được những cái pháp bất thối chuyển. Từ khi mình chứng được những cái pháp siêu thế mà đi mình mới bất thối chuyển. Còn nếu như mình còn ở trong cái pháp nghiệp thế nó còn thối chuyển, nên nhiều người tu tập dù đắc đến thần thông rồi, người đó tự mãn một cái thì nó người đó cũng thối chuyển lại. Nên là khi nào còn ở trong cái ngôi nhà tam giới này thì mình vẫn còn những cái nguy cơ bị gặp những cái hiểm nguy. Vậy khi nào mình phải thoát ra cái ngôi nhà tam giới, bước hẳn ra ngoài rồi, thoát khỏi những cái nguy hiểm rồi, thì lúc đấy mình mới không cần tinh tấn nữa. Còn ngày nào mình còn ở trong nguy hiểm, tức là còn nguy cơ bị luân hồi sinh tử tái sinh, thì mình còn phải tinh tấn chứ không được dừng lại. Nên tinh tấn Đức Phật dạy ở trong tứ tứ chánh cần, tinh tấn Đức Phật dạy ở trong tứ như ý túc, tức là trong cái pháp mà tu tập thiền cũng cần phải áp dụng bốn cái pháp như ý túc. Bốn như ý túc đó là dục là ước muốn, cần là siêng năng, định tâm là quyết định, và thẩm có nghĩa là trí tuệ. Thế thì mình phải thực hành viên mãn được tứ như ý túc thì vị đấy sẽ thành tựu được những cái pháp thiền, mà thậm chí mình thành tựu được cả những pháp thần thông ở trong cái pháp thiền đó. Tức là cái người đó phải có một cái ước muốn lớn, ước muốn mạnh mẽ. Ví dụ như là mình có ước muốn chân chánh, ước muốn giải thoát khổ đau sinh tử, ước muốn chứng đắc thiền và đạo quả. Thì cái người đó có ước muốn như vậy, cái ước muốn mạnh mẽ, thì cái người đó mới dấn thân, mới tu tập, mới thực hành, mới có thể sẵn sàng kham nhẫn chịu đựng những cái nỗi khổ về thân, về tâm. Thì cái người đấy gọi là phải có cái dục mạnh, có cái ước muốn mạnh, và cái người đấy phải có cái tinh tấn mạnh. Nhờ có cái ước muốn mạnh thì tinh tấn mạnh, dục cần và có cái quyết định. Ví dụ cái người đấy phải có cái quyết định là ta sẽ thực hành
Nếu như cái pháp này chưa thành tịnh thì ta sẽ không dừng lại. Ví dụ như trong thời Đức Phật Kassapa có 7 vị tỳ kheo tu tập đều chưa chứng đắc được pháp. Các vị ấy bảo nhau làm một cây thang, leo lên một cái ngọn đồi rất là cao, ngọn núi rất là cao. Sau đó vị ấy đã vứt bỏ cây thang đó ra khỏi cái ngọn núi đấy và quyết định với nhau rằng nếu như không tu chứng đạo quả, chúng ta sẽ bỏ mạng ở đây và sẽ không xuống núi. Thì 7 vị ấy trèo lên ngọn núi và tu tập, thì một vị đã chứng A-la-hán và vị đấy chứng được tam minh lục thông. Vị ấy có thần thông bay đi, vì vị đấy đi khất thực đưa các thức ăn về cho những vị còn lại, nói các vị hãy ăn rồi tiếp tục tu. Thì các vị còn lại không ăn, các vị nói là chúng tôi đã quyết định lên đây tu tập, nếu không thành tựu thì bỏ mạng chứ không chịu ăn. Rồi các 6 vị còn lại tu một thời gian sau, một vị lại chứng được quả bất na. Thì vị chứng quả bất na, vị ấy cũng có thần thông, vị ấy lại tiếp tục bay đi nơi mà đi khất thực xin thức ăn về cho những vị còn lại, các vị cũng quyết định không ăn. Sau đó thì một số vị chứng đắc được những đạo quả thấp và chứng đắc được các pháp thiền, và một số vị không chứng được gì cả, và một số vị đã chết, đã bỏ mạng trên cái ngọn núi đấy. Thì tất cả những cái vị nào mà chứng đắc được thiền định thì sinh về phạm thiên, các vị mà chứng A-la-hán thì sau này nhập niết bàn, còn những vị còn lại không chứng đắc được gì thì các vị sinh về cõi chư thiên. Thì sau này đến thời Đức Phật Bổn Sư Thích Ca ra đời thì có một vị chư thiên đó thọ mạng hết, sinh xuống nhân gian. Thì sau này vị đó trong một chuyến buôn, vị đó bị đắm thuyền dạt vào một cái khu nàm, và vị đó bị mất hết quần áo, vị đó lấy vỏ cây mặc lên người, kiếm mình bát mẻ trong đi xin ăn. Thì mọi người, cái dân làng đấy, người ta nghĩ vị này là tu khổ hạnh, họ cúng dường rất là nhiều. Nên vị này tự nhiên nghĩ rằng à, mình cứ đóng giả người tu này là được mọi người cúng dường cũng đủ sống, không cần làm gì. Nên vị đấy cứ sống vậy một thời gian, thì cái vị mà sinh về cõi tịnh cư thiên, vị chứng được quả bất na, vị dùng thiên nhãn vị thấy là có người bạn của mình ở quá khứ đang tu là một đạo sĩ giả mạo ở đây, và cái vị bất lai đó, vị phạm thiên đó đã xuất hiện và nói cho cái vị đạo sĩ này biết rằng là ông tu không đúng pháp, không nên như thế, mà hãy đi đến gặp Đức Phật, hãy cầu đạo giải thoát nơi Đức Phật. Rồi sau đó cái vị này cũng đã đi tìm Đức Phật. Thì khi đó Đức Phật đã nói một cái bài pháp rất là ngắn, là cái vị này tìm đến nơi thì xin Đức Phật hãy thuyết pháp cho con, hay vì con mà thuyết pháp. Vị đó xin đến lần thứ ba thì Đức Phật nói một cái bài pháp rất là ngắn. Đức Phật hãy nói rằng trong ông hãy lắng nghe, là trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái ngửi cái nếm vị cái xúc chạm, nó chỉ là cái thấy nghe ngửi nếm và xúc chạm đấy. Trong đó nó không có cái ta, cái của ta, cái tự ngã của ta. Tức là Đức Phật dạy cho vị đó hiểu được về cái sự vô thường, khổ, vô ngã trên cái sáu căn, sáu trần, sáu thức. Thì cái vị đấy nghe một cái bài pháp rất là ngắn, trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn, Đức Phật chỉ đứng bên vệ đường và nói cho vị đấy nghe một cái câu pháp rất ngắn như vậy, vị chứng quả A-la-hán tức thì. Sau đó vị đi xin đi xuất gia, và trong khi đi tìm y bác xuất gia thì vị đó đã bị một cái nghiệp xấu, nó là một con bò nó húc chết. Thì lúc đấy các vị tỳ kheo đến nói là cái vị đó đã chứng đã bị húc chết, thì vị sinh về đâu? Thì Đức Phật nói là vị ấy nhập niết bàn. Thì tất cả mọi người đều kinh ngạc vì cái thời gian mà Đức Phật giảng pháp cho vị ấy rất là ngắn mà vị ấy có thể chứng đắc được niết bàn. Thì đó là do cái nỗ lực tinh tấn ở trong quá khứ, vị ấy tinh tấn ở cái mức thượng thừa, tinh tấn ở cái mức mà sẵn sàng xả bỏ thân mạng của mình để tinh tấn tu tập, không luyến tiếc thân mạng, sẵn sàng chết trong trạng thái tinh tấn. Và dù cho cái kiếp đấy vì đó không thành tựu được đạo quả, nhưng đến kiếp này vị thành tựu đạo quả rất nhanh nhờ cái ba la mật, về cái tinh tấn ba la mật ở cái mức tối thượng như vậy. Đấy là cái sự tinh tấn là như thế. Dù một cái người khác nhìn vào thì nói rằng có thể nghĩ rằng là các vị đấy tinh tấn và đã bỏ cái mạng sống của mình về cái sự tinh tấn mà không thành tựu được, nhưng thực ra nó dù cái lúc đấy nó không thành tựu, nhưng nó vẫn để lại một cái, làm một cái nền tảng cho những cái sự tu tập sau này. Cái kiếp đấy vị đó tinh tấn đến bỏ mạng, vị đó không đắc đạo, nhưng đến kiếp này vị đắc đạo rất là nhanh, vị chỉ nghe một câu pháp là thành tựu và chứng quả A-la-hán liền. Và cái vị đấy cũng được gọi là cái vị mà đắc đạo nhanh nhất
ở trong cái giáo pháp của Đức Phật. Thì cái pháp tinh tấn Đức Phật dạy ở trong cả tứ chánh cần, tứ nhi như ý túc, hay là ngũ căn, ngũ lực. Trong năm căn thì tín tấn niệm định tuệ, và trong ngũ lực thì là tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Thì trong năm cái căn quyền, tức là trong một cái tâm của mình khởi lên, ví dụ như là khi mà mình tu tập, mình tác ý là ta phải tinh tấn tu tập, thì lúc đấy cái tinh tấn nó sẽ mạnh hơn các cái tâm khác, nó khởi lên đầu, cho nên được gọi là tấn quyền. Có khi nó khởi lên tín, niềm tin mạnh thì gọi là tín quyền. Tinh tấn mà mạnh gọi là tấn quyền, chánh niệm mà mạnh gọi là niệm quyền, nhất tâm mà mạnh thì gọi là định quyền, trí tuệ mạnh gọi là tuệ quyền. Thì trong năm cái căn này thì cái lúc mà tu tập nó cần được quân bình, tức là quân bình năm căn. Khi tinh tấn của mình nó trở nên mạnh quá thì mình phải định tĩnh lại để cho nó không bị dao động, không bị thái quá. Khi cái định của mình mà nó trở nên mạnh quá khiến cho mình rơi vào trì trệ thì mình khởi lên tinh tấn, thì mình cân nhắc cái định ấy lên. Đấy là trong cái tinh tấn có lúc mình phải biết quân bình, mình đừng để cho nó rơi vào thái quá. Giống như là trong thời Đức Phật có một cái tôn giả, có một vị tỳ kheo, tôn giả Sô La, khi mà đi xuất gia, vị ấy tinh tấn thực hành pháp. Đó là vị ấy đi vào trong nghĩa trang và vị ấy thực hành thiền. Khi mệt thì vị ấy đi thiền hành. Rồi khi mà đi thì cái chân của vị đấy nứt toác ra, chảy máu me toe toét. Vị ấy đau quá, vị ấy không đi được, vị ấy bỏ. Thế bỏ, vị ấy cứ đi thiền hành như thế. Và trải qua suốt 2 tuần vị ấy không ăn không ngủ, vị ấy thực hành thiền miên mật như vậy. Về sau vị ấy kiệt sức, vị ấy mệt quá, vị ấy khởi lên cái tâm giải đãi: ta đã tu tập như thế này mà không chứng được đạo quả, có lẽ ta không có duyên với con đường này. Và vị ấy khởi lên nghĩ vậy, có lẽ ta phải trở về đời sống tại gia. Thì cái lúc đấy Đức Phật dùng tha tâm thông biết tỳ kheo này tu tập quá tinh tấn, mà nó sinh ra cái tâm bây giờ bắt đầu không thành tựu được, sinh ra tâm giải đãi. Thì Đức Phật đến, Đức Phật mới hỏi cái vị đấy là: trước kia ông có biết chơi đàn không? Vì nó nói là con có biết chơi đàn. Thì Đức Phật nói là khi dây đàn căng quá thì nó làm sao, dây đàn trùng quá làm sao, dây đàn vừa phải thì nó làm sao. Thì vị đấy trả lời: dây đàn căng quá thì không hay, dây đàn trùng quá không hay, dây đàn vừa vừa thì sẽ rất là hay. Thì Đức Phật cũng dạy cũng như thế, trong cái sự tu tập cũng thế, không nên căng quá, không nên trùng quá, mà nên vừa vừa. Vậy thì khi nào mà, tức là vị đó phải biết cách tu tập, biết thiện sản trong tinh tấn. Vị đấy tinh tấn nhưng không phải tinh tấn một cách mù quáng, không có trí tuệ, mà vị ấy cần phải tinh tấn một cách có trí tuệ, có thiện sản, có biết cách vận dụng tinh tấn vào trong thực hành. Thì cái tinh tấn đấy nó mới đạt được cái kết quả tốt nhất. Còn nếu như mình cứ tinh tấn, mình cứ dồn hết sức lực của mình, mình tu tập, thì có khi nó lại bị đi xa. Chính như là Đức Phật khi mà Ngài tu tập 6 năm khổ hạnh, thì Ngài cũng tinh tấn đến kiệt sức. Vì ăn quá ít cho nên là kiệt hết sức lực, và cái lúc đấy Ngài cũng không chứng đắc được đạo quả. Lúc đấy có vua trời đã dùng cái đàn cầm và gảy lên 3 cái tiếng đàn: một tiếng đàn dây đàn trùng, một dây đàn căng, và một cái dây đàn vừa vừa. Thì lúc đấy Bồ Tát đang tu khổ hạnh, Ngài nghe cái tiếng đàn, Ngài ngộ ra cái con đường tu tập phải đi con đường trung đạo. Nếu mà mình mà khổ hạnh quá cũng như dây đàn căng, mình giải đãi quá như dây đàn trùng, mình phải ở cái mức vừa vừa. Vậy thì tinh tấn, mặc dù đề cao tinh tấn, nhưng tinh tấn phải rất là thiện xảo khéo léo mới thực hành được tinh tấn, chứ không phải là tinh tấn mình cứ dồn hết sức mình, giống như là một cái người mà người ta lái xe, người ta đi ở ngoài đường, giống như một người nó bảo cứ cố gắng ga hết sức lên là mình lao đi, mình có thể sẽ đến đích sớm, thì có thể người đó lại về đích muộn nhất, có thể người đó sẽ lao vào những cái vực thẳm, có thể người đó sẽ gặp cái chướng nạn, những cái tai nạn ở trên đường. Như vậy nếu như một cái sự tinh tấn không khéo léo, không thiện giả, có thể mình sẽ gặp những cái chướng nạn. Vì vậy cho nên là mình cần phải tinh tấn, nhưng mình phải biết cách quân bình cái tinh tấn đấy để không rơi vào thái quá. Như vậy ở trong ngũ căn
là mình phải biết cách quân bình tín, nhưng mà và phải biết quân bình với tuệ tinh tấn, nhưng mà phải biết quân bình với định tinh để đạt được cái mức độ tinh tấn hợp lý, vừa tầm vừa mức vừa phải. Thì sẽ thực hành thiền, trong cái lúc thực hành thiền mình cần phải vận dụng năm căn quyền như vậy, đó là mình tinh tấn chú tâm trên cái hơi thở, trên đề mục thiền. Nhưng mà mình cũng phải biết như thế này chú tâm mạnh quá, yếu quá, như thế này là vừa phải, và mình cố gắng giữ cái sự tinh tấn ở mức vừa phải đó thì sẽ thành công. Cũng vậy, tinh tấn Đức Phật dạy ở trong thất giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, kinh an giác chi, niệm giác chi, định giác chi, xả giác chi. Thì trong đó cũng cần có cái giác chi tinh tấn, thì trong đó cũng phải biết quân bình. Ví dụ như một cái người khi mà mình khởi nên cái phấn chấn, cái tâm phấn chấn khởi lên, nó sẽ đi kèm với tuệ và tinh tấn. Thì cái lúc đấy mình phải quân bình lại bằng cái cách khởi nên cái hỉ, cái khinh an, cái định tĩnh và cái tâm xả. À, tức là khi nào mà cái tâm của mình nó trở nên thụ động quá thì lúc đấy mình phải khởi lên tinh tấn, phải khởi lên trạch pháp là tuệ, trạch pháp là trí tuệ, và phải khởi lên cái tâm hỷ, trạch pháp hỷ tinh tấn. Nó sẽ làm cho cái tâm mạnh mẽ lên. Còn ba cái giác chi nó làm cho cái tâm dịu dàng xuống, đó là hỷ, khinh an và xả. Vậy thì mình phải biết quân bình như vậy. Có những lúc mình phải tác ý đến trạch pháp tinh tấn hỉ để cho cái tâm nó mạnh mẽ lên. Cũng có lúc mình phải thảnh thơi, nhẹ nhàng, thản nhiên, khinh an, định tĩnh, nặng nẽ. Thì nó đấy là cái cách thiện xảo để mình không rơi vào cái thụ động quá, cũng không rơi vào cái tâm dao động quá. Mạnh mẽ quá sinh ra dao động, yên tĩnh quá nó sinh ra thụ động. Và mình phải tránh cả hai cái trạng thái đấy, mình phải thực hành ở trong cái trạng thái vừa vừa. Vậy thế là tinh tấn cần phải được thực hành ở cái mức độ vừa phải. Thì tinh tấn được thực hành, được Đức Phật dạy ở trong bát chánh đại, chánh chi kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Bát chánh đạo đấy thì được chia ra làm ba: giới định tuệ, chánh chi kiến, chánh tư duy thì thuộc về tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là thuộc về định. Vậy cái người nào đang thực hành thiền định, người đấy cần có tinh tấn để phát triển thiền định. Nhưng mà thực ra thì tinh tấn có ở trong tất cả các cái chi bát chánh đạo. Ví dụ người có trí tuệ cần phải tinh tấn thì mới phát triển được trí tuệ. Có chánh tư duy cũng cần phải có tinh tấn để phát triển chánh tư duy. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng cũng cần phải có tinh tấn. Ở trong chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tức là trong giữ giới cần phải có tinh tấn. Trong thực hành thiền định thì rất cần tinh tấn, tức là nó rất cần một cái sự tinh tấn, công phu, nỗ lực, cố gắng, tận tụy thực hành. Mà cái tinh tấn đó phải phân biệt được giữa cái người có tinh tấn và người hấp tấp. Có những người mà hấp tấp mà lại tưởng là tinh tấn. Vậy thì hấp tấp là gì, tinh tấn là gì? Người hấp tấp là cái người nói rằng là tôi sẽ thực hành cố gắng trong một ngày đêm hoặc là 7 ngày 7 đêm tôi sẽ đắc đạo quả cho quý vị xem, rồi vị ấy nỗ lực thực hành. Và cái vị đấy hấp tấp, cái sự tu tập hấp tấp sẽ không thành tựu. Ví dụ như là trong sách còn nói lại có một cái vị trưởng lão, vị ấy rất là giỏi, và vị ấy có một cái niềm tự tin, vị nghĩ rằng với cái sự với cái trí tuệ của mình mà mình tu tập chắc chỉ 3 ngày sẽ chứng quả A-la-hán, hoặc cùng lắm đến 1 tuần là chứng quả A-la-hán. Cho nên là đến một lúc vị ấy là một vị pháp sư rất là giỏi, mà đến một lúc vị đấy nghĩ là ta sẽ đi tu tập để chứng đắc đạo quả, để thành tựu sa môn pháp, để chứng quả A-la-hán. Và vị ấy cũng tự tin như vậy, vị nghĩ là trong 3 ngày đến 7 ngày vị đắc đạo. Nhưng rồi vị ấy tu tập suốt 3 tháng vị ấy không đắc đạo. Sau đó thì vị đấy lại tu tập thêm cái mùa hạ thứ 2, đến mùa hạ thứ 3, thứ 4, thứ 5, 6, 7, 8, 9, 10, trải qua suốt 30 cái mùa hạ, trải qua suốt 30 năm trời vị ấy vẫn không đắc đạo. Cuối cùng vị đấy nghĩ lại, vị đấy bảo ta là một cái người tài giỏi giang như thế, trí tuệ như thế mà tu không đắc đạo. Vị ấy tủi thân, vị đấy khóc. Vị đấy khóc thì lúc đấy có một vị nữ thần sống ở gần vị đấy cũng khóc. Nhưng mà cái vị nữ thần này là muốn cảnh giác, muốn cảnh tỉnh vị đấy.
Thế là cái vị tỳ kheo mới hỏi tại sao ngươi lại khóc, là tôi khóc để chứng đắc đạo quả. Thế là cái vị tỳ kheo này bảo là ô, khóc mà chứng được đạo quả, sao ngươi lại nghi ngờ như thế, làm sao mà khóc mà chứng được đạo quả. Thì vị nữ thần, vị thần đó mới nói rằng là tại sao ngài đang tu tập chứng đắc đạo quả mà ngài khóc đó. Thì cái vị này tự nhiên tỉnh ra, và cái con đường lúc đấy vị đó mất cái sự tự mãn đi, không còn cái tâm tự mãn, mà lúc đấy vị đó mới chân chánh thực hành với cái tâm thản nhiên, với cái sự nỗ lực chân chánh thật. Thì vị đấy tu tập trong một cái thời thiền đấy thì vị chứng A-la-hán. Vậy thì cái sự tu tập nó cần cái tâm chân chánh chứ không phải là cái tâm hấp tấp. Như vậy trong thời Đức Phật, có rất nhiều vị tỳ kheo xin phép Đức Phật trong 3 tháng an cư chúng con sẽ vào rừng để tinh tấn tu tập. Sau 3 tháng an cư đó về, các vị tinh tấn vào rừng đó đã chứng quả A-la-hán. Và có một vị thì cái lúc đấy đã khởi lên cái tâm giải đãi, không đi vào rừng, không tinh tấn tu tập, và vị đó vẫn ở trong tịnh xá kỳ biên, và vị đó vẫn còn là một phàm nhân, không chứng đắc được đạo quả. Và khi vị đó nghe Đức Phật tán thán những cái vị mà đã tu tập chứng được đạo quả, thì vị đấy chạy lòng, vị đó nghĩ rằng đêm nay ta sẽ quyết tâm thực hành chứng đắc đạo quả. Và cái đêm hôm đấy vị đó tinh tấn thực hành, vị đó không ngủ, và vị đó đứng để hành thiền. Vì lúc đấy vị đó hành thiền nó hôn trầm quá, vị đó đứng lên để hành thiền cho nó khỏi hôn trầm, thì vị đó ngã xuống và gãy xương sườn vì đập vào cái cạnh giường. Đến sáng hôm sau các vị tỳ kheo mới trình lên Đức Phật đấy, thì Đức Phật mới của trách cái vị đó tinh tấn không hợp thời. Đấy là một sự hấp tấp, không phải là sự tinh tấn. Vậy thì một cái người nào đó nghĩ rằng ta sẽ tu tập trong một thời gian ngắn nhất để thực hành, để chứng đắc được cái pháp này, rồi sau đó thì ta sẽ còn để thời gian đi làm các cái việc khác, thì cái vị đó đấy là cái tâm không chân chánh, đó là tâm gọi là hấp tấp mong cầu, thì rất khó thành tựu. Thì vậy nên là cái sự tinh tấn là mình không thể biết trước được mình sẽ tu tập trong bao lâu, có thể là một ngày, một đêm, có thể là 7 ngày, có thể 7 tháng, có thể 7 năm, có thể hết kiếp này, có thể 7 đời 7 kiếp sau cũng được. Mình đừng có đặt ra cái thời gian trước đó là ta sẽ tu trong 1 ngày 7 ngày phải đắc, không đắc ta sẽ không trở về. Thế thì cái người mà trở nên cái tâm hấp tấp như vậy sẽ rất là khó. Có một cái câu chuyện ở cái pháp thế gian nói rằng có một cái vị này là cái võ sư, võ tức là muốn lên núi để học một cái môn võ thuật với một vị thầy. Mới hỏi cái vị thầy là thưa sư phụ, thì con muốn học hết cái trình độ của ngài, của thầy, thì con học trong bao lâu thì hết. Thì vị thầy nói là 10 năm, ông tích cực tinh tấn để rèn luyện trong 10 năm thì sẽ học hết được cái trình độ của ta. Thế là cái người học trò này nói là ô, 10 năm với con dài quá, lâu quá, con không có đủ thời gian để học cái thời gian dài như vậy. Con sẽ nỗ lực gấp đôi những người thường, con có thể tập trong 3 năm có thể thành tựu đó. Thì cái vị đó nói là nếu tinh tấn như vậy thì phải mất 30 năm. Thì cái người học trò lại nói là 30 con với năm con cãi lại càng quá dài, không thể được. Con sẽ tinh tấn gấp 10 lần những người bình thường, để trong một thời gian ngắn nhất mà con sẽ học hết trình độ này. Thì vị thầy nói là học như thế mất 70 năm. Thế thì đấy là một cái người càng hấp tấp thì thời gian sẽ càng dài. Không phải là tinh tấn, không phải hấp tấp. Tinh tấn ở đây có nghĩa là vị đấy kiên trì bền bỉ, một năm đầu tiên đến tu tập có thể mình rất hăng say, nhưng đến năm thứ hai bắt đầu có thể bắt đầu giải đãi, đến năm thứ ba bắt đầu chán nản, đến năm thứ tư có thể bắt đầu là bỏ công phu rồi đấy, bỏ bê đấy. Đấy là cái người không hấp tấp, đấy là cái người không tinh tấn, không phải là cái sự tinh tấn. Mà tinh tấn thì một năm tinh tấn, 2 năm vẫn giữ được cái sự tinh tấn đó, 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, suốt đời giữ được cái sự tinh tấn đó mà không để mất cái tâm tinh tấn đó, không để mất cái tinh thần đó. Như là nhất là những cái người mà mới bắt đầu đi tu tập là hay tích cực, là có cái tâm tích cực cao. Nếu mà cái người đấy mà giữ nguyên được cái tâm đấy thì vị đấy sẽ tu tập trong một thời gian rất là nhanh chóng ngắn, vị đó thành tựu. Nhưng mà vị đó tu tập nhưng mà nó không có cái sự bền bỉ, thấy mình nỗ lực cố gắng một thời gian
không thành tựu thì sinh ra bất mãn, sinh ra chán nản, sinh ra thất vọng, rồi là sinh ra cái sự tức tối, bực bội, thấy mình không thành tựu được. Thì cái người đấy thì cũng không phải là cái tâm tinh tấn chân chánh, cho nên là không thành tựu được. Nên là Đức Phật mới gọi trong bát chánh đạo là chánh tinh tấn, có chánh tư duy, chánh ngư, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn. Tinh tấn nó phải đi với những cái tâm thiện, đi với những cái tâm chân chánh, thì đó là chánh tinh tấn. Còn có những cái người, người ta rất là chăm chỉ, tích cực, hăng say, nhưng mà người ta dùng cái tinh tấn đó vào những cái việc khác. Người ta dùng cái tinh tấn đó vào, có khi người ta dùng tinh tấn đó vào cả những việc bất thiện, thì gọi là tà tinh tấn. Thì có những người đến với đạo thì người ta tinh tấn, nhưng mà tinh tấn trong những cái pháp thế gian, như là người ta tinh tấn làm việc phước thiện, thì đấy cũng là tinh tấn. Nhưng mà không vì cái tinh tấn làm việc phước thiện đấy, ví dụ như là tinh tấn về bố thí, nhưng mà cái dù mình có bố thí bao nhiêu trong nữa, mình cũng không bao giờ đoạn được phiền não, không bao giờ chứng được cái sự giải thoát sinh tử. Cái người đó có thể tinh tấn ở trong giữ giới, nhưng mà người đó không tinh tấn hành thiền thì cũng không vì cái sự tinh tấn giữ giới đó mà vị đó đoạn trừ được phiền não, chứng đắc đạo quả. Vị đó cần phải tinh tấn trong cả hành thiền thì vị đó mới đạt được. Có thể là cái vị đó tinh tấn về pháp học, vị đó sẽ tinh tấn thực hành những cái giáo, tinh tấn học kinh luật luận, thì cũng không vì cái sự thành tựu học cái giáo pháp, học hết kinh luật luận mà vị đó đắc đạo, đạo trong cái kiếp đấy được. Mà nếu như vị đó chỉ dừng lại ở cái pháp học, vị đó cũng không đoạn trừ được phiền não, không chứng đắc được đạo quả. Vì đó có thể tinh tấn hộ trì cho người khác tu tập, vì đó có thể có rất là nhiều những cái tinh tấn về làm những cái việc phước thiện, thì những cái tinh tấn đấy nó chỉ đem lại những cái phước thiện ở thế gian. Nhưng mà còn có cái con đường mà để đoạn trừ được những phiền não tham sân si này, những ô nhiễm ngủ ngầm ở trong tâm, để giải thoát giác ngộ, để chứng được niết bàn, chấm dứt khổ đau sinh tử, thì vị đấy phải tinh tấn hành thiền. Vậy nó nên là một cái người có cái sự lựa chọn khôn ngoan nhất, đó là dùng cái thời gian công sức đưa cái tinh tấn của mình vào trong cái sự thực hành thiền hàng ngày, thì cái vị đấy sẽ đạt được cái pháp xuất thế. Mình mà muốn đi đến xuất thế, muốn đi đến tận diệt khổ đau thì phải vậy, thì phải tinh tấn hành thiền. Vì vậy nên là đấy là cái pháp tinh tấn trong hành thiền. Đã vậy ha. Đây là hết. Nếu có ai có câu hỏi thì sư trả lời. Đại sư sư con xin phép trả câu hỏi của một thầy đại. Thầy đại tự nhiên, thưa sư, sư cho con hỏi, con gặp một giấc mơ, khi đó con thấy bà ngoại của con đã mất được 3 năm trở về và khóc. Cũng trong giấc mơ đó, con có quên bà thì người thiện pháp, vì đến nơi tam bảo được nhân tượng. Con đã suy nghĩ về giấc mơ đó, con muốn hỏi sư giấc mơ đó có ý nghĩa gì? Có phải bà con muốn gửi gắm điều gì cho con và gia đình không? Đó, trong giấc mơ thì giấc mơ nó cũng, mình không thể nào mà xác định được giấc mơ nó có thật hay không ấy. Thì như Đức Phật dạy thì giấc mơ thì cũng có khi là một cái nghiệp gì đó báo trước, cũng có khi là do một phi nhân sẽ tác động làm giấc mơ như thế. Cũng có khi giấc mơ đấy nó chỉ là do cái ảo tưởng của mình thôi. Cho nên thì dù sao ấy, dù cái giấc mơ ấy nó có là cái gì đi chăng nữa thì mình cũng nên coi nó là giả, là không thật. Và đừng có bị chi phối, đừng có bị cái tâm của mình, đừng có bị tác động, bị dao động bởi những cái giấc mơ. Bởi vì trong ngày nào ngủ mà chả có giấc mơ, có mơ lành, mơ dữ. Nên bây giờ mình cứ mơ cái gì rồi mình cứ chấp vào giấc mơ, mình nghĩ đó là thật, thì tâm của mình sẽ rất là rối loạn, bất an. Mình chỉ nên là giấc mơ mình chỉ coi nó là giả, và hãy quên nó đi là tốt nhất. Quên nó đi, còn cái việc mình làm phước thì cứ nên làm. Ví dụ như là khi mà mình có làm cái việc phước gì đó, mình hồi hướng cho người thân, cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng và hiện tại, thì ai xa thú hoan hỉ với những cái thiện nghiệp đấy thì người đó sẽ được hưởng cái phước lành đấy thôi. Còn mỗi người đi theo cái nghiệp của mình, mình không bao giờ chuyển được cái nghiệp cho người khác, trừ khi bây giờ có một cái Đức Phật, có một Đức Phật ra đời
mình có thể đến gặp Đức Phật đó mà hỏi thì mới biết chính xác được giấc mơ đó là có phải người thân về báo mộng thật hay không, và nhờ mình có thể cúng dường lên Đức Phật hay là các bậc thánh tăng rồi mình hồi hướng cái phước đấy thì có thể cái vong linh đấy được siêu ngay tức thì. Còn cái thời bây giờ mình sinh ra mình không gặp Phật cho nên là dễ bị rơi vào con đường tà, nên là mình hãy thận trọng mà gạt hết những cái ảo tưởng đấy ra và hãy sống cho nó thực tế, đừng có sống với giấc mơ mà hãy sống với cái tỉnh giác thì tốt hơn. Câu thứ hai, dạ thưa quý sư, dạ xin quý sư cho con hỏi là nếu có một người nọ đã con thằng lằn và có ý định muốn giết con thằng lằn đã ở trong tay người đó. Nếu lúc đó con đã khuyên người đó đừng giết con thằng lằn nhưng người đó vẫn muốn giết nó, vậy nếu lúc đó con nhào vô giành lấy con thằng lằn từ tay người đó để trả đi thì có cảm nhận về trộm cắp không ạ? Đấy nó không phạm giới trộm cắp, nó không không phạm vào giới trộm cắp, nhưng mà tùy theo tình huống, tùy theo trường hợp mà hãng làm những cái việc đấy. Ví dụ như là bây giờ mình có thể đi ngăn được tất cả những người người ta săn bắt, người ta làm những cái nghề săn bắt đấy, bẫy thú hay là những người người ta đánh bắt những cái loài thủy tộc ở ngoài biển, mình có thể ra đấy mà ngăn cản được không? Ngăn cản mình không đủ sức mà cứu được tất cả sinh linh, mà tất cả các sinh linh nó vận hành theo nghiệp của họ. Nhưng bây giờ mình có thể vào rừng mà mình ngăn cản được những con thú lớn không, ăn thịt con thú nhỏ không? Thấy một con cọp nó vồ một con nai, mình có dám đến mà vồ mà giật nai mà mày không được ăn nai của tao không? Thì vì vậy nên hãy biết cái sức của mình. Ví dụ như là cái người đó là đứa trẻ, là con mình, là em mình, là người thân của mình, nó đang chuẩn bị làm những cái việc đấy, mình biết đó là tội lỗi, mình có quyền ngăn cản nó. Vậy thì mình quyền đấy chỉ được phép với ai, tức là với những người thân của mình, với những người mà nhỏ hơn mình, thì mình được phép dạy bảo và ngăn những cái việc ác của những người đấy. Còn những người đó mà là những người xa lạ, mình làm cái việc đó có thể là mình sẽ bị tổn hại, có thể người ta sẽ đánh mình, người ta quy cho mình là cướp giật. Như người ta đang cầm con vật, người ta chuẩn bị, người ta giết, người ta làm thức ăn, mình đến mình giật đấy. Thì người ta sẽ bảo đây là ăn cướp của tôi. Thì ở cái trường hợp đấy thì mình sẽ phạm vào trộm cướp ấy. Mặc dù mình không có cái ý ăn cướp, mình có ý muốn giết, mình không tạo ra cái nghiệp trộm cướp đâu, nhưng mà cái hành động đấy với thế gian nó là trộm cướp. Vậy cho nên là cái người đấy phải biết khôn khéo mà áp dụng theo cái trường hợp nào có thể làm chuyện đó ha. Còn không phải là mình có thể làm được hết những chuyện đó. Tình thương nó mới đi với trí tuệ. Chúng sinh là thừa tự của nghiệp, chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, chứ mình không phải là cái người làm chủ cái nghiệp của chúng sinh. Mình không thể can thiệp hết vào nghiệp chúng sinh được. Nếu có người người ta chết, mình có làm người ta sống mãi được không? Người ta ốm đau, mình có thể làm cho người ta khỏe mạnh được không? Nhiều cái quốc độ người ta đang chiến tranh, mình đến mình ngăn cản được không? Nghiệp của họ trổ nên mà. Mình chỉ có quan sát và biết nghiệp của chúng sinh, mình cố gắng mà giúp cái tham sân si ở trong mình trước, rồi sau đó mình hãy giúp người tùy duyên, tùy duyên giúp được ai đến đâu thì giúp. Khi mà Đức Phật đã nhập niết bàn rồi thì cái gì của Đức Phật còn lại? Những cái ân đức của Đức Phật sẽ còn lại. Như là Đức Phật nhập niết bàn rồi thì lúc đấy Đức Phật để lại những cái kim thân xá lợi tượng Phật. Một cái người mà hướng đến xá lợi Phật, hình tượng Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật, rồi mình tưởng nhớ đến các ân đức của Phật, nó khởi lên những cái tâm thiện, nó khởi lên cái niềm tin và nó khởi lên cái tinh tấn để thực hành. Và đặc biệt là còn giáo pháp của Đức Phật còn tồn tại, thì mình nương vào giáo pháp hay tu tập và mình đi đến giải thoát. Nên là mình hãy thực hành theo giáo pháp của Phật.
có ai hỏi đâu. Trong cái lúc mình có tác ý như vậy thì nó cũng có tinh tấn, nó cũng có tinh tấn, nhưng mà cái lúc đấy mình phải có cái tâm định tĩnh nữa. Là trong lúc ngồi thiền mình phải tinh tấn, tinh tấn làm sao để mà giữ được chánh niệm này, giữ tâm trên đề mục không bị nơi lỏng. Tinh tấn làm sao là mình có thể chế ngự được những cái tâm bất thiện, đừng để cho nó khởi lên. Thì tinh tấn thì cái đấy nó là tinh tấn, nhưng mà mình cũng có cái sự nhất tâm nữa, cái tâm nó có cái sự định tĩnh nữa. Thì mình có thể tác ý những tinh tấn khi mà cái tâm nó có sự giải đãi, nó có cái sự chán nản, nó ví dụ mới ngồi được một lúc nó đã muốn về đi nghỉ, nó muốn ra ngoài đi dạo chơi, hay là ngồi đấy nhưng mà cái tâm nó chú vào thì nó mệt, mà nó cứ nghĩ mông lung thì nó thích hơn, thì lúc đấy mình phải tinh tấn ngăn ngừa những cái tâm đó. Ngăn ngừa không được để cho nó khởi lên tâm giải đãi, ngăn ngừa không được để cho nó quá mông lung. Thì đấy là có tinh tấn. Nhưng mà tinh tấn rồi mình lại có cái định tĩnh, giữ cái tâm nó nhẹ nhàng, thoải mái ở trên cái đề mục nữa. Nên thì cái tinh tấn nó cũng phải được quân bình như vậy, đừng để cho nó chăm chú quá, đừng tác ý nhiều quá, mà phải biết cách lúc nào cần tác ý, lúc nào cần để cho nó tự nhiên. Thì đấy là trong lúc thực hành thì nó phải vậy. Ừ, có, mình có phải đưa nó về vậy. Như vậy cũng được gọi là tinh tấn đó. Thưa sư, con có một câu hỏi khi mà sư trả lời cho anh là khi Đức Phật ở Phật Đàn thì tâm Đức Phật còn. Câu hỏi liên quan đến một người bạn của con. Bạn đấy theo một cái đạo của con là con thích hơn lên. Thì cái đạo đấy thì người sư phụ giải thích là những người Phật chết để làm cái tâm của họ qua các công chú, và cách thực hành của đạo đấy là mỗi ngày niệm những cái tâm theo từng Đức Phật để mình lấy được cái tha lực của Đức Phật, và mình hành cái điều đấy với cái tâm ý đến khi giải thoát, khi nào mình được giải thoát thì con mong sư cho con góp nhìn về vấn đề này. Và câu hỏi thứ hai là con muốn là sư giải thích thêm về câu nói này là tâm thức vẫn còn ấy, là những tâm như thế nào á, và con hiểu vì như con đang hiểu theo cái tục thế của mình thì cũng chỉ là cái hạt giống thôi. Tại vì nếu mà nói về cái này thì nó rất là dài ấy. Ân Đức Phật rộng lớn quá, thì trong đó tức là chín ân ấy. Đức Phật là bậc ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc thiện, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, thượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật có chín cái ân đức đấy. Nếu như một cái người nào thường tưởng niệm đến chín ân đức của Đức Phật thì cái người đấy mình sẽ có được cái tâm thanh tịnh, có được cái tâm định tĩnh và có được cái tích tín, tức là có một cái niềm tin thanh tịnh trong sạch nơi Đức Phật. Thì bằng cái tiếng Bali là Itipiso Bhagava Arahang. Nhưng mà thực ra về sau này nhiều người ta chế ra, người ta biến cái bài ân Đức Phật đấy thành giống như câu thần chú, niệm 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 niệm, và người ta cũng nói thêm vào là niệm vậy sẽ đạt được tha lực. Thực ra không, nếu mà cứ nương vào tha lực là sai, là tà kiến nhé. Đức Phật nhập niết bàn rồi không có tha lực, nhưng cái người niệm ân Đức Phật thì có công đức, tức là có công đức rất lớn. Cũng có những cái người ta niệm như vậy được chư thiên hoan hỉ,
có thể là sẽ hộ trì cho cái người đấy trong cái cuộc sống này gặp rất là nhiều những điều may mắn tốt đẹp. Vì thế cho nên là trong tất cả những cái công đức mà có thể nó trổ quả nhanh nhất thì đó là niệm ân Đức Phật. Nhưng cái người nào mà niệm ân Đức Phật thì cái người đấy bình yên nhất. Chính Đức Phật xác nhận điều đó. Đó là khi một vị nào đi đến nơi nào mình cảm thấy rợn tóc gáy, lông tóc rợn ngược, sợ hãi thì hãy tưởng niệm đến ân Đức Phật phát tặng thì sẽ bình an nhất. Mà trong như là bài kinh Châu Báu ấy, thì khi mà Đức Phật đi đến một cái nơi mà có dịch bệnh thiên tai đấy, nạn phi nhân, đói khát, quấy nhiễu, thì lúc đấy Đức Phật cũng dạy tụng nên cái ân đức của Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Phăng, và được gọi đấy là Châu Báu, là những cái còn tài sản quý báu hơn tất cả những cái tài sản quý báu ở cõi nhân thiên. Đấy là sự thật. Và cái người mà tưởng niệm đến ân Đức Phật tiêu tan hết cả những cái tai nạn về dịch bệnh, về phi nhân, về nạn đói cũng tiêu tan. Thì đấy là ân Đức Phật là cái không những là một cái sự bảo hộ cho mình, là cái phước lành cho mình, mà ân Đức Phật sẽ làm cho mình khởi lên cái tâm tịnh tín và thực hành giáo pháp của Đức Phật và để đi đến Niết Bàn. Vậy nhưng mà muốn thực hành được ân Đức Phật mình phải hiểu, tìm hiểu ân Đức Phật ấy. Ân thứ nhất ứng cúng là gì? Đức Phật là bậc xứng đáng được cúng dường. Tại sao lại xứng đáng được cúng dường? Vì Ngài đã đoạn trừ hết phiền não tham sân si và các tiền khiên tật. Có 5 cái ý nghĩa của cái ân đức ứng cúng đấy. Bây giờ mình phải học từng ân đức một, phải ghi nhớ từng ân đức một, và sau đó phải thực hành tưởng niệm những ân đức đấy. Chánh biên chi là gì? Là Ngài là một cái bậc đã giác ngộ hoàn toàn viên mãn, thông suốt, thấu tỏ, thấu đạt suốt tất cả các pháp thế gian và suốt thế gian, nên gọi là bậc chánh biên chi. Minh hạnh túc là gì? Là vì Ngài là một bậc có đầy đủ cả trí tuệ và đức hạnh. Thiện thệ là những cái lời mà Ngài nói ra là những lời thiện lành, chân chánh, đúng sự thật. Thế gian giải, Ngài hiểu rõ tất cả các cái pháp trong thế gian. Chính ân đức có các ý nghĩa như vậy nhé. Thì mình niệm ân đức nào mình phải suy tưởng đến ân đức đấy. Thì đó cũng là một đề mục hành thiền, gọi là thiền niệm ân đức Phật. Thì cũng có thể đắc thiền vào đến cận hành định được nhờ cái sự thiền niệm ân đức Phật đấy. Thì đấy là pháp thiền niệm ân đức Phật, là pháp thiền bảo hộ, không những bảo vệ cho mình tránh được khỏi những cái bất hạnh, rủi ro, mà làm cho tâm mình được thanh tịnh. Cái cao quý nhất là làm cho tâm mình được thanh tịnh, thoát khỏi những cái tàng kiến si mê, và làm cho mình có đức tin chân chánh, có chánh kiến, trí tuệ tăng trưởng nhờ cái niệm ân đức Phật đấy. Mà muốn hiểu rõ, muốn thực hành thì phải học ở trong kinh, trong sách ấy, lại về pháp thiền niệm ân đức Phật để thực hành ấy. Niệm A Di Đà Phật ấy, thì cũng có những người ta niệm A Di Đà Phật và người ta có chánh kiến nhé. Thì người ta ví dụ như người ta niệm cái tên thì nó không quan trọng, nhưng mà lúc đấy người ta cứ có những người ta cứ nghĩ à, Đức Phật là bậc rất là cao thượng, là bậc giác ngộ, là bậc đáng cung kính, cho nên người ta niệm, nhưng mà người ta chỉ khởi lên cái tâm hoan hỉ cung kính đối với Đức Phật, vì người ta đưa nghĩ Đức Phật là bậc cao thượng. Thì cái người đấy niệm như vậy là chân chánh, niệm như vậy thì cũng đạt được cái sự thanh tịnh. Có rất nhiều người ta nhớ được nhé. Có nhiều người ta nhớ được, nhưng mà có những người ta giúp được mình, có người ta không giúp được. Mặc dù người ta có nhớ nhưng mà không phải ai người ta không giúp được. Ví dụ như trong thời giáo pháp của Đức Phật, có một cái vị tỳ kheo được gọi là được cái vị là chư thiên ái kính đệ nhất. Bởi vì là cái vị này trong một kiếp quá khứ vị là vua chuyển luân thánh vương. Thì một vị vua chuyển luân thánh vương thì giáo hóa tất cả dân ở trong nước là thực hành ngũ giới. Cho nên là những người dân ấy sau này người ta chết, người ta sinh về cõi thiên đông vô số kể. Và đến bây giờ vị đấy đi xuất gia trở chứng thành A-la-hán rồi, các vị chư thiên vẫn rất tri ân vị đấy.
vẫn thường xuyên đến đảnh lễ cung kính cúng dường vị đấy. Thì những vị chư thiên người ta vẫn nhớ được những ân nhân của mình, người ta vẫn tri ân những cái vị ân nhân đã giúp mình. Thì có những vị chư thiên người ta có nhớ, hoặc là người ta không nhớ thì có những vị chư thiên người ta có thần thông lớn hơn, người ta nói cho mà nhớ ra, thì cũng có, nhưng không phải không. Dạ, con xin cảm ơn sư. Câu hỏi đầu tiên là câu hỏi của con. Sư ngồi đây thì ngay cái lúc thời điểm đấy thì có một chút là con đã nghĩ về cái một kinh nghiệm lời giảng, đã nghĩ về cái điều mà theo mọi người có thể nói là mê tín, nhưng sau đó thì con đã trở về cái việc bình thường. Sư cho con hỏi một câu là thưa sư, là khi mà một người thực tập thiền định, hay là một người tu, một người thiền thực hành thiền, thì người đấy phải chịu những cái ảnh hưởng của nghiệp của người đấy không? Mà cũng có nghiệp đôi khi, ví dụ như là cũng có những cái nghiệp nó hỗ trợ ấy. Có những cái người ví dụ như trong quá khứ mà người đấy có những cái phước thiện nhiều, người đấy hay hộ trì cho người khác tu tập thiền ấy, thì bây giờ người đấy đi tu tập thiền sẽ có những người khác hộ trì lại cho mình, và mình sẽ gặp thuận duyên trong cái sự tu tập mà đó không khó khăn. Nhưng mà cũng có người trước kia mình hay cản trở người khác tu tập, ví dụ như có những người nào đó muốn đi tu tập mình hay có cái tâm ví dụ ghen tị chẳng hạn, thì bây giờ mình tu tập mình cũng sẽ bị những cái chướng ngại. Khi mà mình tu tập thiền cứ bị những người khác người ta làm khó, người ta quấy rầy mà người ta không hộ trì cho mình. Còn có những người tu tập thì lại được rất nhiều người hộ trì, thì đấy là có cái nghiệp nó hỗ trợ duy trì như thế trong lúc mình hành thiền, nó cũng có nhé. Nhưng là có những người tu tập thì gặp thuận lợi, có người tu tập gặp chướng ngại như vậy. Vậy đối với những người gặp chướng ngại thì khi cái người mà gặp chướng ngại thì cái vị đó luôn luôn phải quán về nghiệp ấy, nhân quả ấy, biết là tại vì trước kia mình đã từng gây khó người, bây giờ người ta gây khó mình phải kham nhẫn lại để thực hành, thì đấy là cái mình phải hành xử sự như vậy. Hoặc là có những người mình không được cái sự hộ trì cho nên là mình tu tập rất là khó khăn, thì mình cũng phải tự nhận biết được là do mình đã không có cái gieo cái nhân hộ trì người nên bây giờ người ta không hộ trì mình nên là mình gặp khó khăn. Khi tu tập ví dụ như mình muốn có một cái chú xứ hay muốn có cái cốc để ở, nhưng mà mình mong cầu mãi mà không có, muốn có một cái chú xứ thích hợp không có, muốn thân cận một cái vị thầy thích hợp không có, rồi là mình gặp khó khăn trong cái lúc mình tu tập đấy, thì lúc đấy thì mình tự mình phải kham nhẫn này. Cảm nhận này dù mình sẽ phải tu tập trong cái tình trạng gian khổ này, vì mình đã không tạo ra phước ở quá khứ, cho nên là mình phải chấp nhận vậy, xong là mình cố gắng tạo thêm trong cái sự tu tập đấy, mình cố gắng tạo thêm phước nữa. Ví dụ như là mình vừa tu tập mình vừa có cơ hội phục vụ, mình nên phục vụ. Ví dụ như là thỉnh thoảng xuống bếp phục vụ với nhà bên thì mình đang tạo phước để sau này mình chuyên tu mình sẽ có cái người phục vụ về vật thực cho mình, rồi là mình phục vụ những cái việc để phục vụ người tu tập khác, tức là mình vừa tu mình phải vừa tạo thêm phước để hỗ trợ thêm. Còn có những người ta có phước sẵn rồi thì bây giờ mình muốn đi làm thì người khác không cho làm, mà thôi đi tu tới việc này tôi làm cho, đấy là phước của mình, cái người đấy là dồi dào nên đừng ghen thế người ta. Còn có những người muốn đi tu tập nhưng mà nay làm sao mới được ngồi thiền. Thì đấy là do mình chưa có phước nên là mình phải tạo thêm, vừa tu phải vừa tạo thêm phước. Còn những người nào phước sung mãn rồi thì vẫn muốn làm thêm nữa cũng được, không sao. Còn mình không thì thôi, tùy mình. Dạ vâng, con cảm ơn sư. Mà câu hỏi đấy cũng có liên quan đến con. Thực chất là khi mà con trở về sau ba thiền thì tiếp xúc với xã hội bên ngoài thì con cảm thấy là không hòa hợp được, và con
bị mâu thuẫn rất là nhiều, trực tiếp là đối với trong gia đình của con. Thì đối với cha mẹ con và những thân khác thì con không sống chung, thì cái việc thì con không ăn cản thì con không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng mà trực tiếp là trong gia đình con, trong vợ con thì khi mà con trở về thì con bị mâu thuẫn rất là lớn. Thì đấy cũng là cái câu hỏi mà con muốn hỏi về đấy, có liên quan gì? Đấy nó có liên quan đến nghiệp nhá. Ví dụ như là kiếp trước mình cũng có người thân đi tu chẳng hạn, ví dụ như là mình có con cái nhưng mà nó muốn đi tu mình không cho đi, nó không được, mẹ con tao phải ở nhà phụng dưỡng tao, tao không cho đi tu. Nhưng mà bây giờ cái quả báo mình muốn đi tu, cha mẹ mình sẽ cản trở như vậy. Đôi khi mình có vợ hay là có chồng muốn đi tu, mình cản trở mình không cho người ta tu, người ta mình ích kỷ học hỏi, cứ bắt người ta phải ở với mình để phục vụ mình đấy. Thế đó là quả báo nhá. Còn nếu như mà mình mà có cái phước đó là trước kia mình hoan hỉ cho người thân đi tu, bây giờ mình mà đi tu người ta sẽ đón rước mình đi. Nhất là ví dụ mình đi sang những nước Phật giáo như bên Thái Lan, bên Miến Điện, có một người thân đi tu ấy thì cả dòng họ hoặc cả nhà hoặc có khi cả hàng xóm, người ta làm những cái cỗ xe bằng bò kéo, bằng ngựa hoặc bằng voi, người ta tức là nổi nhạc chiêng trống ninh đình, người ta rước từ người đấy từ nhà đến chùa để cho người đó đi xuất gia. Thỉnh thoảng hay gặp những cái cảnh đấy mà nghĩ nó chạy đầu cho người Việt Nam đi tu cứ phải trốn. Kia là người ta đi tu được cả họ hàng hàng nước, người ta đưa như đưa dâu ấy. đấy là người ta có phước như vậy. Nên là tự trách mình thôi, không nên trách người khác. Dạ vâng, con cảm ơn sư. Thật ra khi mà con gặp trường hợp đấy thì con cũng khá nhất, cố gắng, nhưng mà trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì cũng xảy ra rất là nhiều lần. Thì sau những cái lần như vậy thì đã có lần là con thất nghiệp là bạn trải nghiệm, thì cái nghiệp sân con đã ổn lên và con không xử lý được. Phải cố gắng lên, cố gắng vượt qua cái nghiệp của chính mình. Dạ vâng, vẫn tiếp tục là dạ thông câu tiếp theo của một học sinh là về tinh thần. Thưa sư, là trong cái thực hiện nên trực tiếp là khi mà con đi vào thực hiện thì thời gian đầu con cảm thấy là thật sự là rất là mát, rất là an lạc. Sau đó thì con cảm thấy là cái lửa người dưới của con không cảm nhận được. Và con nhìn thấy gần như là nó tạo thành khối. Đến một thời nữa thì con cảm thấy là con bị kiến bỏ các người hay là bị kim sân rồi. Đôi khi là cảm giác là có những cái sợi lông nó lúc ngay, là con có cảm giác là con để tác động đến nó. Nhưng mà đến cái thời điểm là con gặp hai lần trong hai thời điểm thì con toát mồ hôi và sau đó là con bị phóng tâm, và từ đấy thì con đã rất khó để trả về cái tâm. Cái đấy là tinh tấn thái quá, do mình tích cực quá, hăng hái quá, xong là phấn chấn quá mức ấy, mình lại không biết cách quân bình lại nó, về biết cách để cho nó nhẹ nhàng thản nhiên, chăm tú vừa phải thì nó sẽ không rơi vào trạng thái đấy. Đấy là do mình bị chăm chú quá mức này, xong là suy luận nhiều, quan sát nhiều, hấp tấp mong cầu nhiều, nên là nó mới sinh ra cái trạng thái nó bị nổi trội về cái tinh tấn thái quá như vậy. Nên là để nó nhẹ hơn, nhẹ nhàng tự nhiên hơn, nó dịu dàng khinh an hơn thì nó sẽ bớt cái trạng thái đi. Thôi nếu không ai hỏi nữa thì mình sẽ hồi hướng.